Thưa sư phụ, con mồ côi cha lúc 3 tuổi, mẹ con tử thủ ở giá nuôi con. Vụ gì đây? Quảng cáo cho sư phụ. Cái câu này mới hấp dẫn nè. Mẹ con tử thủ ở giá nuôi con. Bây giờ con có người yêu. Con nhỏ Đức này muốn con dọn nhà ở chung. Mà thương mẹ già cô đơn, con cũng thương nó. Vậy con làm sao đúng lời Phật để thuyết phục nó? Con nhớ lắm thầy ơi. Ghi câu này cho thầy, lát cho thầy gặp nha. Thật sự ra đó, bây giờ thương mẹ già mà cũng thương cô đó, mà cô đó muốn mình dọn về nhà ở chung. Bây giờ có gì đâu dễ, Dung Hòa mời hai con vô hết. Mẹ với con ở chung có sao đâu, ăn thua mình. Kính xin thầy hoan hỷ cho con được phép hỏi. Con nghe người đời thường nói đức năng thắng số. Vậy kính thưa thầy, có đức năng thắng nghiệp không? Vậy nghiệp à, vậy số và nghiệp khác nhau không? Dạ có. Số nghĩa là số đề. Còn nghiệp thì nó che đề không vô. Hôm bữa ở chùa Bảo Đức, Pháp Hòa có giảng về cái chữ tu nhân tích đức. Thế nào để gọi là tích đức? Ở đây á, con người chúng ta thường á, ít có biết cái nghiệp mà đa phần nhận cái số. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đời này, bất cứ việc gì cũng đều là số phận đã an bài. Nghĩa là chúng ta chấp nhận có một đấng nào đó sắp xếp hết cái số phận của mình, cho nên mình không có cái cách thay đổi. Khi mình chấp nhận số, nghĩa là mình chấp nhận có một người sắp đặt cho mình. Đạo Phật thì không nói số, mà Đạo Phật nói nghiệp. Bởi vì nghiệp không phải ai cho mà tự mình tạo. Ví dụ như bây giờ cái anh này nè, ảnh bỏ mẹ anh theo Đức. Thì giờ nếu mà chấp nhận nó chắc tại số con vậy, phải không? Nhưng mà nếu mình thấy là cái này không phải số mà lo do nghiệp. Bây giờ nếu mình biết dung hòa, mình không bỏ mẹ nhưng mà cũng không phụ tình người khác, thì mình biết làm sao để dung hòa cái này, để cho mình đừng có tạo nghiệp với mẹ mà cũng không tạo nghiệp với người thương của mình. Còn nếu mình nói số tôi vậy, bây giờ ông thầy tu mà ví dụ như mình nói số tôi dạy cái không lo tu, hay là một ông, một cái chú thanh niên được nhiều người thương, có cái số gọi là đào hoa, rồi cái nói số tôi vậy đó, cho nên rồi sao đi ra ngoài quen biết tùm lum, rồi cái về nhà nói em thông cảm đi em, tại số anh vậy. Được không? Cái số là cái chuyện mình cứ nói thôi, nhưng mình biết rằng nếu mà thật sự cái đó là nghiệp đào hoa của mình, thì mình là cái người có đức, có tu, thì mình phải làm sao cải cái nghiệp đó, đừng có để cái đó nó lôi mình, thì cái đức của mình nó mới có. Cho nên á, cái đức nó thắng cái nghiệp là sao? Nghiệp nó có hai phần, nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Nếu mà cái nghiệp xấu nó đến mà chúng ta biết chuyển, biết tu thành cái nghiệp tốt, thì cái này nó có cái đức. Đại chúng nghe chữ nghiệp đừng có lầm. Nghiệp là cái chuyện xấu, nghiệp nó bản chất nó không xấu không tốt. Nghiệp là có thói quen mà chúng ta nhận, một là tốt hay là xấu. Ví dụ có một người đó đi chùa lâu năm, gặp ai cũng chắp tay mô Phật, cái này cũng nghiệp nhưng mà nghiệp tốt.
Một người nói chuyện mở miệng ra chữ thề cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Như vậy cái chữ nghiệp á, bản thân nó không có cái gì xấu hết á. Mà hễ chúng ta tạo cái gì thường ngày tốt thì nó thành nghiệp tốt, hễ chúng ta tạo cái gì thường ngày xấu thành nghiệp xấu. Cho nên á, người ta nói đức năng thắng số. Thấy không? Mình chấp nhận một số phận ở trên một đấng nào đó an bài, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải nói là sao? Cái đức nó thắng được cái đó. Rõ ràng chúng ta cũng trong cái âm thầm mình cũng đã nói là cái số nó đâu phải là cái gì do người ta nghĩ thôi. Người ta nghĩ có ai sắp xếp chứ không có vấn đề ai sắp cho mình đã. Cho nên cụ Nguyễn Du á, khi mà cụ viết cái tác phẩm Truyện Kiều á, lúc đầu cụ cũng hiểu như vậy. Cho nên cụ nói là sao? Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nghĩa là cái số mình vậy đó, bắt phong trần phải phong trần, đúng không? Nhưng mà rồi sau cùng cụ cũng nói là sao? Có người mà cũng có ta, có trời mà cũng có ta. Tu là tội phúc, tình là giấy quán. Nghĩa là mặc dù nó là cái khổ, nhưng nếu chúng tôi tu thì tất cả cái khổ nó giải. Cái đó là cái cội phúc của mình. Còn tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng đều là cái cội nghiệp. Nhưng mà đừng có thấy cái nghiệp đó rồi chúng ta cứ đổ qua vậy, rồi chúng ta không có biết cải đổi. Tu là một sự thay đổi, mình ráng hết sức. Còn không được nữa, ít nhất nó cũng giảm được phần nào, chứ không phải là nó tệ như vậy. Cho nên á, cái số nghĩa là chúng ta chấp nhận, còn nghiệp là chúng ta tạo. Ví dụ như á, mình là một cái người sống trong đời sống này, rồi mình lúc nào cũng đi gây hấn với người khác, thành ra một cái nghiệp là thích gây hấn. Thì cái quả của nghiệp mình là gì? Tức là nhiều người thắng ưa mình. Rồi cái mình mới nói sao kỳ quá, tôi đi tới đâu người ta cũng không tới gần tôi. Mình không nghĩ là cái nghiệp của mình sao. Rồi cái mình đổ thừa chắc cái số tôi vậy. Thành nữ ra cái người mà chấp nhận cái số thì là chấp nhận một sự an bài. Và đồng thời Phật tử cũng vậy, không phải cái gì rồi cũng đổ thừa qua nghiệp. Nếu mà mình nhận nó là nghiệp thì chúng ta phải tự biết chúng ta làm gì để cho cái nghiệp này nó có phần giảm đi. Ví dụ mình nói đùng một cái bác sĩ báo cho biết bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi gì đó, cái đi về nhà nói thôi nghiệp tới rồi, thôi giờ ngồi đây chịu nghiệp. Bệnh cũng là nghiệp, nhưng mà mình phải uống thuốc để sao để mà cho cái nghiệp này nó giảm phần bệnh đi, để rồi mình sống mình làm việc khác, chứ đâu phải nghe bệnh rồi cái đổ thừa qua nghiệp. Thành thử ra cũng không thể tùy tiện dùng cái chữ nghiệp như vậy, mà cũng không nên lúc nào cũng nói cái số như vậy. Rồi hay là nhiều Phật tử cứ dùng cái chữ tùy duyên, đụng chuyện cái tùy duyên đi, không có hứa, rốt cuộc không có gì làm được hết, để tùy duyên. Hỏi giờ mai đi chùa không? Tùy duyên đi. Vậy mà hỏi sống không? Phải sống chứ. Ai nói ngày mai sống không? Tùy duyên. Mai thở nổi không? Tùy duyên. Mai thở được thì kêu sống. Cho nên thật tùy duyên là cái chuyện tu hành đó, là mình khi mình cố gắng mình tạo mọi cái duyên mà không được nữa thì mới gọi là tùy duyên. Pháp Hòa ví dụ như quý vị tổ chức cái ngày hôm nay chuẩn bị đâu đâu đó chỉ còn thiếu 1% thôi là Pháp Hòa có mặt để sinh hoạt với quý vị. Đùng một cái Pháp Hòa bị cảm ho khan tiếng không sinh hoạt được, lúc đó quý vị phải nói là tùy duyên, chứ còn đâu thể nói tùy duyên thôi kệ đi, sáng nay cứ tới đi, có gì ăn mấy, chắc không khí không. Ăn không khí. Mình muốn có duyên ăn thì mình phải tạo cái duyên đi chợ nấu ăn. Mình muốn có duyên sinh hoạt hôm nay là phải tạo. Cho nên duyên là do mình tạo. Rồi mình tạo hết sức không được nữa, chừng đó mình mới tùy duyên, chứ không phải là đụng chuyện tùy duyên. Ai mà cứ đụng chuyện tùy duyên để ý thôi, không có duyên gì họ có. Vậy được chưa? Sáu với nghiệp ha. Con Phật tử và ăn chay trường. Ở quê nhà Việt Nam, con hay gửi tiền về từ thiện nấu ăn cho bệnh nhân nghèo, nhưng chuyên nấu mặn. Vậy con xin Thầy cho con biết con phát tâm vậy có đúng hay sai? Cái này cũng tùy người ăn.
thật sự ra đó thì từ thiện thì nó cũng có nhiều cách. Thì bây giờ nếu như mình là một Phật tử ở trong cái phạm vi mình làm từ thiện, thì nếu như mình đã làm từ thiện cho được người ta được cái món ăn rồi mà hướng dẫn luôn cho người ta ăn được cái món ăn thánh thiện nữa, thì cái ăn này nó tròn vẹn. Chứ còn ví dụ như bây giờ thật sự mình cho đồ mặn cũng không sao, không có gì tội cả. Bởi vì thế giới này có nhiều người làm từ thiện, có người thì kiểu này, người thì kiểu khác. Nhưng mà thôi bây giờ nếu mình đã trọn vẹn được cái chỗ này rồi thì mình làm luôn cái phần này đi cho nó trọn. Bây giờ ví dụ cái khu vực đó người ta không có phát đồ chay, thì mình có thể làm những khu vực nào mà người ta ăn chay. Hoặc là trường hợp đối đế nữa, mình thay đổi. Thí dụ như mình cho tháng 2 lần thì cứ lần chay lần mặn, ít nhất mình cũng giảm đi được một cái phần nào để cho người ta. Thưa đại chúng, trong kinh đó có câu là nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyện độ tha. Đảnh Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là hai cái câu trong bài sám tiếng Hán và đã được dịch ra tiếng Việt. Tiếng Hán là Đảnh Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Tức là mình dụng cái tâm từ của Đức Quan Âm và mình dụng cái hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền. Và chúng ta dịch ra tiếng Việt rằng hạnh từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyện độ tha. Thì đã đem cái hạnh của mình là hành động đó, bằng cái tâm từ của mình, thì chúng ta sẽ tự biết uyển chuyển như thế nào để việc làm từ thiện của chúng ta vừa mang được cái tính chất giúp người mà trọn vẹn cái ý nghĩa. Nếu ở nơi đó người ta không quen ăn mặn, ăn chay, thì chúng ta có thể lâu lâu thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi được thành món chay thì cũng tốt, tức là tập cho người ta giảm đi cái nghiệp sát, cũng như là tập cho người ta tiếp xúc được với những món ăn chay là điều đó tốt, không có sao. Cho nên quý vị cứ làm. Trước khi đặt câu hỏi, con xin cảm tạ ban tổ chức cùng quý chư tôn công đức đã chung cho chúng con một ngày tu tập an lạc. Câu hỏi thứ nhất, theo câu nói của nhân gian, theo nói nói nhân gian, tới khi già mới biết mình có phước hay không có phước. Thưa, đây có phải là cảnh cáo hoặc lời nhắn nhủ cho Phật tử chúng con nên tu tập như thế nào để ngày sau không bị mất phước báo để hưởng được nghiệp báo? Ý nói là cái câu thường nói là đợi già mới biết phước hay không đó. Thật sự cái câu này là người ta muốn nói để tương ứng với cái câu mà ngày xưa ông bà thường nói là dưỡng nhi đãi lão. Không biết quý vị có nghe câu đó không? Dưỡng nhi có nghĩa là nuôi con, chữ đãi nghĩa là chờ đợi, lão là già. Ý muốn nói là nuôi con đợi già hưởng. Cái câu nói vậy tức là theo cái truyền thống mình ngày xưa là mình nuôi con, rồi mai mốt mình già con nó nuôi lại. Còn bây giờ á, cái câu này nói thêm thay vào dưỡng nhi đãi dưỡng lão. Nuôi con đợi già nó đưa mình vô nhà dưỡng lão. Có nhiều người người ta nghĩ như vậy, cho nên người ta mới đợi già thôi. Người ta có đủ cái phước để con nó chăm sóc không? Thì chừng đó người ta mới nói cái câu là đợi già mới biết mình có phước không. Nhưng bây giờ với cái tinh thần và với cái hoàn cảnh chúng ta sống ở hải ngoại này, chúng ta dám nói câu này không? Không dám nói. Bây giờ là mình thấy rồi, 15 tuổi là nó đi học về, vô phòng nó đóng cửa rồi, có bao giờ nó nói gì tới mình đâu. Mình cần gì mình gõ cửa nó, mà thậm chí mở cửa không gõ cửa, bước vô nó còn la nữa. Nó nói má vô phòng con nhớ gõ cửa nha, có không? Rồi thậm chí bây giờ 15 tuổi mà dẫn nó đi học, nó nói má đừng có đưa con tới trường, bạn con cười con là con nít. Tại vì theo cái phong tục ở đây là nó 13 tuổi là tuổi teen, là nó tự lập.
cha mẹ mà chở con mà đi học mà chở gần trường, nó biểu đựng chở gần trường, ta thấy nó, ta chê nó baby. À, quý vị thấy không? Thành thử ra cái câu mà đợi già để mà biết mình có thuốc không á, bây giờ nó không có còn effect nữa. Bây giờ mình phải nghĩ vậy nè, tất cả những gì chúng ta làm trong hiện tại đời sống đây, chúng ta cứ làm bằng tất cả khả năng của mình mà không đợi chờ gì cả. Bởi vì á, mỗi người á, chúng ta đều có cái phước khác nhau. Mà cái phước trong đời này á, là có 5 thứ. Một là giàu, hai là sang, ba là sức khỏe, bốn là tuổi thọ, năm là chết tốt. Cái này người Trung Quốc gọi là ngũ phúc. Ngũ phúc là 5 cái phước: giàu, sang, sức khỏe, sống lâu và chết tốt. Thế thì bây giờ cái chủ yếu không phải là để già mới biết có phước không, mà chúng ta phải nghĩ rằng cái ngày cuối mình có phước không, mình đi có nhẹ nhàng không, cái đó mới quan trọng. Còn ở xứ này á, phước không phước gì chính phủ lo hết, con lo cũng được, không lo cũng được, cuối cùng rồi chính phủ lo. Bằng chứng là có nhiều người đặt chân qua nước Đức tới giờ có đi làm ngày nào đâu. Không phải nước Đức không, mà ở tất cả các nước như Mỹ, Canada, có những người đặt chân qua tới nước ngoài, ở nhà ăn tiền chính phủ suốt tới giờ. Vậy mình nói người ta có phước không phước? Tùy. Nếu người đó nhận cái tiền đó mà không biết tạo phước nữa thì cái này coi chừng, thì mai mốt cái mình trở qua xứ Đức mình làm gì đó để mình trả cho người ta. Còn bây giờ mình có làm, mình có đóng góp, có trả thuế, đóng góp rồi mình đi làm thì cái này không có sao. Hoặc là mình ăn tiền chính phủ như mình biết, mình cúng dường, mình bố thí trở lại. Cho nên đừng đợi già mới có phước, mới nghĩ mình có phước, mà mình phải thấy phước mình ngay trong giây phút hiện tại. Bây giờ Phong Hòa nhắc lại nữa nè, có một thứ tịnh độ mà đại chúng cần phải ghi nhận, đó là thật báo trang nghiêm độ. Hiện bây giờ đại chúng nhìn vào bản thân của mình, đại chúng có thấy mình có phước không? Có nhà ở, có xe đi, có cơm ăn, có việc làm, có quần áo. Nếu nói giàu, mình không có giàu gì hết. Nhưng mà nếu nói nghèo, mình chẳng nghèo. Lúc nào mình cũng có tiền trong túi, trong nhà băng, lúc nào cũng có ăn, có mặc. Thành thử ra, rõ ràng cái phước báo mà mình đang hưởng đây nè, đây là thật báo. Đây là thật báo, nghĩa là cái gì mà chúng ta tạo rõ ràng là có kết quả, đây là thật báo. Và chúng ta thấy rằng tịnh độ này là tịnh độ ngay trong giây phút chúng ta đang thọ hưởng những cái thành quả vật chất chúng ta đang có đây. Cái đời sống này gọi là thật báo trang nghiêm độ. Rồi khi nào cái tâm của mình luôn luôn lặng lẽ, dù chúng ta ở một mình, tâm mình rất bình an, lòng mình rất sáng biết tất cả những giây phút. Thí dụ như tháng này hay là tự nhiên năm này mình thất nghiệp, thì mình phải đừng có khổ buồn, mà mình phải quán chiếu lại rằng cái vấn đề thất nghiệp không phải một mình, mà rất nhiều trong xã hội hiện nay đang bị thất nghiệp. Thì thôi bây giờ á, khi mình có đủ tiền nhiều, mình xài khá một chút. Bây giờ mình thất nghiệp tiền ít, mình xài tiện tặng lại chút. Cái này gọi là gì? Thường tịch quan tịnh độ. Nghĩa là luôn luôn sống với cái vắng lặng, mà trí tuệ mình vẫn sáng ngời, là mình biết mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào để chúng ta chi dùng cuộc sống, để chúng ta điều chỉnh cái chi thu mà không đau khổ. Không đau khổ, như vậy thì người này là có cái tịnh độ ở trong tâm. Tịnh độ này gọi là thường tịch quan tịnh độ. Vì người này biết hưởng những cái gì đang có để có được cái thật báo trang nghiêm độ. Cho nên đừng có đợi tới già mới biết mình có phước không, mà chỉ cần nhìn ngay trong giây phút này, chúng ta thấy chúng ta có phước trong từng giây phút. Từng giây phút. Quý vị có nghĩ rằng hôm nay mình ra ngoài ho vậy nè, mà được một cái hộp cơm ngon vậy,
Đó, quý vị thấy không? Thành thử rõ ràng là mình có phước không? Đó, rồi người ta để tâm, để sức, người ta tạo thành. Rồi quý vị thấy ở cái xứ nước này, mình có nhiều cái điều kiện mà chính phủ giúp cho mình. Cho nên đây là thật báo trang nghiêm độ. Nếu ai không biết hưởng nữa thì bị mất đi cái một cái tịnh độ gọi là thường tịch quan tịnh độ. Phải thường xuyên quán chiếu soi rọi như vậy để thấy được cái thật báo trang nghiêm của mình. Cho nên tịnh độ không phải chỉ lên chết mới về cực lạc có tịnh độ, mà tịnh độ ngay trong từng giây phút này. Hai con mắt còn sáng phước không? Lỗ tai còn nghe rõ phước không? Hai chân còn đi đều tốt không? Có phước quá. Còn thở được là có phước rồi không? Quý vị có biết cái bài đó không? Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên trời. Có người sửa câu là vậy là sướng quá cha trên đời. Bây giờ quý vị thấy cái phước không? Đâu có đợi già mới không có. Tu mà đợi tới chết về cực lạc khổ quá. Tu mà đợi chết mới được Phật rước. Phật phải rước mình trong mỗi ngày. Sáng ngủ dậy, Phật ơi rước con. Nghĩa là sao? Phật dẫn dắt cho con sống tỉnh giác mỗi ngày. Đừng có sợ chữ rước, rước lên trển. Rước này là dẫn dắt mình, soi sáng cho mình sống chứ có gì đâu. Cho nên mỗi ngày mình ngủ dậy mình đọc hai câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mỗi sáng mình ngủ dậy mình phải cảm ơn mình có được một ngày nữa để mình sống. Cho nên đó, thưa đại chúng, mỗi năm đó, mình làm lễ Phật đản mà Phật bước đi 7 bước đó, nhớ không? Làm cái vườn rồi Phật 7 bước. Đừng có đợi một năm mình mới làm lễ Phật đản một lần. Mỗi buổi sáng ngủ dậy là phải đón mừng Phật đản. Phật đản nghĩa là Phật sanh. Mà Phật sanh trong đời mình, Phật sống trong một ngày này thì quả là một ngày hạnh phúc. Cho nên có nhiều người ngộ muốn Phật rước mà tới hồi Phật lại kêu không đi. Nó còn bận, chưa xong. Cho nên thấy phước đó thì này mới, cái người như vậy mới thật là trọn phước. Còn đợi tới già mới hưởng phước biết mình còn. Cho nên người Tàu á, quý vị coi kim Tàu, phim Tàu nó có câu vậy nè: coi chừng á, làm nhiều mà không có mạng hưởng. Phim Tàu hay có câu đó: coi chừng không có mạng hưởng. Nghĩa là mình á, ngộ cái là đi làm thiệt là nhiều. Hỏi đi làm để làm chi? Để làm kiếm tiền. Ở kiếm tiền làm gì? Mua thuốc bổ uống. Ở thuốc bổ uống đi cho nó khỏe. Ở khỏe để làm gì? Để đi làm. Ở đi làm gì? Mua thuốc bổ uống. Bổ uống để chi? Uống cho khỏe. Khỏe làm gì? Để đi làm. Rõ ràng là mình đi làm để hưởng, mà rốt cuộc làm mà không hưởng. Trồng cái vườn hoa thiệt là đẹp, đi làm tới 2-3 rớt về còn tưới còn tỉa xong hết sức rồi, vô ngủ sáng ngày mai nó nở đẹp, bận xách giỏ đi làm, hàng xóm xách chó đi hưởng. Mấy người hàng chớm người ta dẫn chó người ta đi dạo, người ta nhìn nhà ôi cha đẹp quá, người chủ hưởng vậy đó. Làm tới cưới cỏ, lặt cỏ, tưới cây tới 11 giờ đêm, vô mệt tới ngủ, sáng mai phải đi làm 2-3 rớt mà, 2-3 việc mà. Rồi cuối cùng làm cái nhà thiệt đẹp mà hàng xóm hưởng. Cho nên mình phải cẩn thận cái đó. Mình phải thấy phước mình trong từng giây từng phút. Hồi xưa có câu đó, rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc,
có ngại phong lưu không được. Bây giờ khó nhọc sao mới phong lưu. Bây giờ mà khó nhọc thì mỗi ngày mình ăn vui, sáng mình đi làm, tối về mình tĩnh lặng, mình nghỉ ngơi, hưởng như vậy đó. Chứ không phải là cái chuyện đi làm cho thiệt nhiều đợi chết hưởng, làm thiệt nhiều già hưởng, phải không? Cho nên là mình phải hưởng phước trong mỗi giây phút này, được chưa? Bây giờ câu hỏi thứ hai. Có những vị Phật tử chỉ thích nghe giảng pháp của quý thầy nổi tiếng. Đụng chạm quá. Nhưng tam độc vẫn chưa được thay đổi. Thưa thầy, có phải đạo hạnh của quý thầy nổi tiếng chưa đủ độ Phật tử tâm đạo thay đổi, tam độc thay đổi, hoặc là những vị Phật tử phải huân tập như thế nào để xóa bỏ được tam độc? Kính mong thầy chỉ dạy. Nếu mình nói một vị thầy giảng pháp mà Phật tử nghe mà không tu, như vậy nghĩa là ông thầy này đức độ chưa đủ. Vậy thì bây giờ mình hãy nhìn lại Đức Phật Thích Ca. Đệ tử của Ngài là Đề Bà Đạt Đa, phản thầy làm loạn trong giáo đoàn. Không lẽ mình nói Phật Thích Ca thiếu đức? Rồi bên cạnh Đề Bà Đạt Đa, chúng ta còn có 6 ông chuyên môn quậy phá trong tăng đoàn. 6 ông này thường được gọi là lục quần tỳ kheo. Không lẽ mình nói Phật Thích Ca thiếu đức? Rồi bây giờ cha mẹ đi chùa và con cái nó làm bậy, cha mẹ đã chắc thiếu đức. Không phải cái vấn đề một phần thôi. Ở đây là thầy chỉ là cái người đứng trung gian truyền cái pháp, còn người tiếp nhận như thế nào nữa là khác. Thầy chỉ là cái người giới thiệu thuốc, mà nhiều người á lấy thuốc về sợ uống thuốc, chỉ thích đi bác sĩ thôi, lấy to mua thuốc về để đó. Có người uống thuốc nhưng mà không dám uống nhiều, uống chút chút thì cũng hết bệnh mà bệnh hết chút chút. Còn có người uống đủ công thức thì hết bệnh. Quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói bên Đức, cơ duyên Phật pháp. Đức Phật có nói trong kinh đó, có những người bệnh uống thuốc không hết, có những người bệnh uống thuốc hết, và có những người bệnh không uống thuốc không hết. Bây giờ mình nhìn lại, mình nhìn lại coi có phải là mình cũng rơi vào những người bệnh nhân như vậy. Có người thì đem thuốc về không uống, có nhiều người thì chỉ không nghe lời bác sĩ, không thèm đi gặp bác sĩ, và thậm chí có nhiều người uống chút chút hay là uống nhiều, hoặc là có nhiều người uống thuốc mà vẫn chết, và có nhiều người uống mà hết. Đó tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người. Ở đây cũng vậy. Thầy là cái vị thầy mà cái này mình không có cần nói nổi tiếng không nổi tiếng gì. Bất cứ một vị thầy nào lên nói pháp cũng đều muốn đem Phật pháp truyền tải cho mọi người. Nếu vị thầy đó có cái chánh kiến, chánh tư duy thì sẽ truyền bá được chánh pháp. Còn nếu vị nào mà lệch lạc, có nhiều khi á mình nghe đường mình hiểu nẻo cũng có nữa. Thầy thì nói đúng mà mình thì nghe trật. Đó như là cái ông thầy Aritta, không biết Phật nói làm sao mà ông nghe Phật nói rằng á hưởng thọ dục lạc không có tội, cho nên ông tuyên bố như vậy đó. Rồi Phật phải gọi ông lại, Phật nói là tôi nghe các thầy khác nói rằng thầy hiểu lời tôi như vậy có đúng không? Đó là dạ con nghĩ vậy đó, con nghe đúng vậy đó. Phật mới nói nguy hiểm quá. Giáo pháp của tôi mà quý vị hiểu không đúng, quý vị hành không đúng, thì quý vị sẽ khổ chẳng khác nào một người bắt rắn mà không biết chụp ngay đầu con rắn, mà lại chụp ngay cái đuôi con rắn, thì con rắn nó sẽ quật lại nó cắn mình. Giáo pháp của tôi cũng như vậy.
Nếu các vị học giáo pháp mà không hiểu giáo pháp, mà quý vị hành một cách thiếu tư duy, thiếu quán chiếu, thì giáo pháp này chẳng khác nào một con rắn nó cắn là quý vị. Chỉ có Đức Phật nói được điều đó. Có ai mà dám nói lời dạy của mình như một con rắn độc không? Đa số là ta ca ngợi thôi. Nhưng mà Đức Phật nói lời tôi nói mà quý vị không hiểu thì quý vị cũng giống như là làm trật, thì quý vị sẽ tự đau khổ lấy chính mình. Chẳng hạn như có nhiều chuyện trong kinh không hề nói mà giờ mình đặt ra mới hay. Như cái trường hợp, mấy cái trường hợp mà thỉnh thoảng quý vị nghe đặt những câu hỏi vậy. Có bao giờ trong kinh là Phật nói là chụp hình ba người xui đâu, mà vậy mà bây giờ cứ hễ sáp vô ba người chụp hình là không chịu rồi, nói xui. Vậy mà Phật ba tượng chứ cứ lại suốt. Chánh điện ta cũng thờ ba tượng Phật đó, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba người đó, phước lộc thọ cũng ba người, sao lại được? Sao mà mình để chung được mà giờ chụp hình ba người không chịu nói? Cho nên thưa đại chúng, không phải vấn đề là vị thầy đó như thế nào, mà chúng ta tiếp nhận lời dạy như thế nào. Có nhiều khi cái vị thầy đó không có thực hiện gì hết trơn, nhưng mà lời thầy đó nói đúng, thầy nói rất là đúng với pháp, nhưng mà bản thân thầy không có làm. Trường hợp đó quý vị cũng không có gì đau khổ hết. Trường hợp đó mà có xảy ra thì chúng ta phải lấy bốn thứ nương tựa mà Phật dạy ra chúng ta ứng. Một, trường hợp như vậy xảy ra thì quý vị ứng nè: y pháp bất y nhân. Cái vị đó nói đúng với giáo pháp, như vậy người đó chỉ lặp lại giáo pháp, mình nghe giáo pháp mình thực hiện, còn bản thân thầy đó là sao, không phải chuyện của mình. Y pháp bất y nhân. Mà có nhiều khi cái thầy đó, thầy giảng rất là hay, thầy nói rất là đúng, nhưng mà từ ngữ thầy dùng nghe không được, thì trường hợp đó quý vị phải y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa đi, đừng có quan trọng cái lời nói người ta nói. Thí dụ như thay vì mình nói có một cái cô đó, thí dụ như có một cái cô đó, cô tới chùa, lỡ thầy quên thầy nó có mẹ đó. Thí dụ mình nghe nó trộn, thầy nó nói thô quá, ví dụ vậy đi. Thì trường hợp mà nếu mình chấp vô cái lời nói đó mình khổ, mình không học được cái gì từ nơi đó thì mình lỗ đi. Trường hợp vậy Phật dạy mình quán, thôi lỡ mà nghe vậy đó, y nghĩa bất y ngữ. Phong Hòa có một chú nhỏ, mà hồi nhỏ chú ở nhà đó, mẹ chú là người Hoa, cho nên nói chuyện hay kêu con mẹ với thằng chả lắm. Bữa đó, khi mà chú vô chùa, chú ở chùa mùa hè đó mà, chạy lên chùa đó, thầy ơi, thầy có con mẹ nào cần thị ý. Chú hoàn toàn không có ý xấu, nhưng mà tại vì thường ngày chú nghe cái từ đó mà chú chỉ hiểu là con mẹ nghĩa là lady, là một người là phụ nữ, chứ chú đâu có hiểu cái chữ con mẹ đó là cái gì. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng là đôi khi trong cuộc sống của mình, mình tiếp xử với mọi người á, mình phải có một cái thái độ như Phật dạy là âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn. Ba cái này Pháp Hòa giảng hôm qua ở chùa Phổ Tịnh. Âm hưởng nhẫn là đôi khi chúng ta phải thể nhận được cái sự lắng nghe của mình, để chúng ta có thể nhu thuận, thích ứng, tùy thuận vào mọi cái hoàn cảnh cuộc sống. Có những người, người ta chưa thể, người ta chưa biết cách nói. Đặc biệt có nhiều người Hoa, ta đâu có rành tiếng Việt. Có cái cô đó, cô vô chùa, cô nói chuyện bất cứ ai, cô cũng kêu cha nội. Ngay cả nhiều khi quý thầy, cổ nói thôi đi cha nội. Thì mấy Phật tử mới nói trời ơi sao chị nói chuyện với thầy kỳ vậy. Quý vị biết cổ trả lời sao không? Không chịu hả, ông nội lớn hơn ba tôi rồi. Cái này là bó tay chấm cơm. Cái là cổ sẵn sàng, cổ có cách cổ ứng phó, nhưng mà cổ lúc nào cũng cứ cha nội. Rồi người ta hỏi cổ làm sao, cổ nói vậy, cổ nói không chịu hả, ông nội lớn hơn ba tôi rồi chưa chịu nữa. Thầy vô nhớ như vậy. Âm thuận nhẫn, xin lỗi, âm hưởng nhẫn và nhu thuận nhẫn. Đến khi nào mình có được cái thứ ba là vô sanh nhẫn. Ngày hôm qua có bà nói cái bài đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Cho nên đại chúng mình nghe giáo pháp, và những vị nào
nghe nhiều Phật pháp mà đặc biệt nghe mấy thầy nổi tiếng mà không thay đổi á, cái này là mang tiếng mấy thầy nha, ta lên tiếng rồi đó. Cho nên nó không phải là vị thầy đó như thế nào, nhưng mà tất cả chúng ta tự thôi. Có một cái thầy đó, thầy dạy đệ tử, mà thầy nói tụi con bây giờ sao mà dở quá, thầy dạy hoài tụi con học không có hiểu. Hồi xưa đó thầy của thầy dạy tới đâu thầy hiểu tới đó. Cái đứa học trò nó dạy ông thầy, thầy giỏi. Nó đang chê ai? Hiểu câu đó không? Đem về xà bỏ túi xài chơi. Thật ra mình nói lạng quẹo là đệ tử nó kê mình liền. Kính thưa thầy, con có hỏi một câu. Chưa biết thương mình làm sao biết thương người, xin thầy chia sẻ cho con hiểu thêm. Theo giáo lý của Phật thì con phải hành thế nào cho đúng? Cái thương người á, tức là mình độ tha. Nói theo nhà Phật là độ tha. Thương mình á, nhà Phật gọi là tự độ. Tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Đến khi nào giác hạnh viên mãn thì trọn vẹn nghĩa của chữ Phật. Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hiện tại trong đời sống của chúng ta, chúng ta đang thực hiện cái tâm hạnh của Bồ Tát, đó là chúng ta độ mình, độ người. Vì chữ Bồ Tát nghĩa là tự mình giác ngộ rồi đem giác ngộ giúp cho người khác. Nhưng mà trước khi chúng ta độ cho người, ít nhất chúng ta cũng phải có một năng lực nào đó. Quý vị đã từng đi máy bay rồi đó. Ở trên máy bay trước khi cất cánh, cô chiêu đãi viên đứng ra hướng dẫn, xin quý vị cài dây beo. Sau đó lỡ có biến cố xảy ra, ở trên cái trần của chiếc máy bay sẽ rớt xuống một cái khẩu trang về dưỡng khí. Quý vị phải chụp vô cho quý vị trước, trước khi quý vị chụp vô cho người kế bên. Nhớ không? Đi máy bay lúc nào cũng nói như vậy. Cũng như thế, trước khi chúng ta muốn giúp đỡ cho ai thì tự thân chúng ta phải có năng lực. Mình nói mình thương người mà mình chưa biết thương mình, nghĩa là mình chưa biết chăm sóc mình. Chẳng hạn như mình khuyên người ta, thôi kệ đi anh, nó khùng mà hơi đâu anh nói nó, nó nít nôi mà chấp nhất nó làm chi. Thì mình khuyên người ta đừng có sân si mà. Vừa khuyên tới đó cái nó nói, anh đừng quá tưởng, tháng rồi nó cũng chửi em nát nước á. Sao nó nói về tôi, nói tôi nghe. Bắt đầu mình nghe đụng cái chạm tới cái ngã của mình thì mình cũng hỏi tới luôn. Thấy không? Cho nên á, mình thương mình nghĩa là mình phải chăm sóc cho mình. Mình có khỏe thì mình mới giúp được người khác, chứ còn mình không khỏe thì làm sao giúp người. Cho nên cái câu mà mình phải tự mình hành, thưa đại chúng, nhiều khi mình có cái tâm đó, mình muốn giúp cho người thân mình tu, nhưng mình nói hoài người thân không tu, cái mình buồn. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, trước hết mình muốn người thân mình tu, tu làm sao? Cái mình nói phải đi chùa giống tôi, phải tụng kinh giống tôi, phải ăn chay giống tôi. Nhưng mà thưa, đi chùa tụng kinh ăn chay mà tu chưa? Cũng chưa. Nhiều khi mình chỉ muốn người thân mình tu theo mình, mà thật sự tu cái hình tướng giống mình thôi. Nhưng mà tại sao ông tám tu? Có thể người ta nhận ra được rằng mình chưa thay đổi. Mình chỉ thay đổi được cái phần tướng thô, là mình ăn chay, mình tụng kinh, mình đi chùa, nhưng tâm tánh mình chưa thay đổi. Vì vậy cho nên cũng khó mà độ cho người thân mình thay đổi, phải không? Cho nên muốn độ người thân mình thì trước hết bản thân mình phải có một chút gì thay đổi. Ví dụ như quý vị nói, ngày xưa tôi đã từng khổ và tôi đã hết khổ bằng cách nào? Bây giờ mình gặp các vị đó, mình khuyên như vậy được, tại mình sẽ có cái công thức mình giúp cho người ta. Đức Phật của chúng ta đó, khi mà Ngài vừa thành đạo xong đó, Ngài bắt đầu nói pháp đó, thì cái lời mở đầu của Ngài như thế này trong cái bài pháp của Phật này: này các thầy,
Có hai cực đoan mà các thầy cần phải lánh xa. Một là quá cung phụng cho thể xác này, hai là quá khinh xúc cái thân này. Như Lai là người đã trải qua hai con đường này rồi mà không thấy có kết quả, cho nên Như Lai hướng dẫn cho các vị tu con đường trung đạo. Đức Phật đã từng trải qua khổ hạnh rồi không thấy kết quả, cũng đã từng trải qua cuộc sống sung túc rồi cũng không thấy kết quả, và cuối cùng Phật trở lại con đường trung đạo. Phật thấy, Phật chỉ cho mình. Ngay cả Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói đây là khổ tôi đã từng trải cái khổ, đây là khổ tôi đã từng trải, tôi đây là khổ tôi đã biết, đây là khổ tôi đã qua, đây là khổ các vị cần phải biết, cần phải qua và cần phải hiểu. Cho nên mình mới có bánh xe 12 cây câm. 12 cây câm là tượng trưng cho Tứ Diệu Đế, là khổ tập diệt đạo mà ba lần chuyển, cho nên mới có 12. Cho nên cái bánh xe mà vẽ 12 cây câm mà làm cái lá cờ hay bánh xe mà treo ở trên nóc chùa đó, cái bánh xe đó không phải là bánh xe luân hồi. Bánh xe đó là bánh xe chuyển pháp luân, chuyển Tứ Diệu Đế mà ba lần chuyển. Khổ tập diệt đạo mà ba lần là thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển. Thị chuyển là chỉ rõ, chứng chuyển là đã qua, khuyến chuyển là khuyến khích. Khổ tôi đã bị rồi, tôi đã qua rồi, các vị nên hiểu cái đó mà qua. Gọi là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển. 3 lần 4 là 12. Cho nên mới có cái 12 cây câm để trên cái nóc chùa. Chứ ai mà đem nguyên cái bánh xe luân hồi trồng lên chùa chi. Nhiều khi mình nhìn không biết, mình thấy 12 câm cái mình nghĩ 12 nhân duyên chùa luân hồi, không phải. Vậy thì bây giờ quý vị muốn thương mình thì nghĩa là mình phải hành, mình phải tự mình làm cái gì cho mình được an lạc, có niềm vui. Chẳng hạn như mình ăn chay mà thấy niềm vui ăn chay, mình mới thể hướng dẫn ta được. Câu hỏi kế: kính xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ thêm, nếu nguyện bố thí nội tạng khi lâm chung có ảnh hưởng đến vãng sanh không? Cái câu này Pháp Hòa cũng đã trả lời nhiều lần rồi. Thưa đại chúng, như thế này nè, khi cái tâm của mình đã phát nguyện là hiến cái nội tạng mình cho mọi người khi mình chết, khi mình chết đi mà cả thân xác mình được sử dụng cho y học, như vậy mình mãn nguyện chưa? Nếu mà đã mãn nguyện rồi thì mình có tự do mình đi không hay là ràng buộc? Tự do mình đi thôi, tại vì tâm mình đã hướng tịnh độ, còn thân xác này là tạm bợ, trước khi chết mà còn để lại cho người ta xài đỡ được cái gì, đó là một cái phước quá chừng. Chỉ sợ đăng ký xong tới hồi xài không còn gì xài được hết trơn. Cái này là ước nguyện không thành thì mình than lứa hai nơi. Đó là ước nguyện mình không thành. Còn nếu mà mình cho nội tạng mà nguyện của mình đã trọn thì có gì mà trì trệ sự vãng sanh của mình đâu. Ước nguyện mình hoàn tất thì sao? Xả bỏ báo thân mà sanh về tịnh độ. Quý vị không nhớ cái câu hả? Quý vị nhớ câu mà tịnh độ hay tụng sao? Nguyện con khi con lâm chung xả bỏ báo thân, đi về tịnh độ, Phật rước con khoảng tay co duỗi đến liên trì. Cái chuyện vãng sanh là chuyện tâm thức của mình vãng sanh, còn thân tứ đại này không ai làm gì cũng đem đốt thành tro, mà bây giờ có người mổ ra mà ta sử dụng thì quả là phước báo của mình. Suốt cuộc đời này không phí cái thân tứ đại này, không ảnh hưởng gì tới chuyện vãng sanh hết. Rồi bây giờ ví dụ như có người sẽ nói, rồi không ai niệm Phật 8 tiếng rồi mình sân mình đi đâu? Không lẽ bây giờ mình mới vừa mất mà người ta khám ra ta nói mắt tai gì của mình còn xài được, người thân nói không được, để niệm Phật 8 tiếng rồi khiêng đi. Lúc đó không phải khiêng vô cái chỗ đó mà khiêng đi chôn luôn cho rồi, nó làm ngắt cứng đơ rồi làm gì nữa. Mình đã cho là cái lúc ta xử được người ta cho,
mình cho người ta ăn lúc ta đói chứ ta no nê rồi cho ăn gì nữa giờ. Thấy không? Cho nên không ảnh hưởng gì tới chuyện vãng sanh hết. Mà nếu muốn nói cho trọn nữa đó, nếu muốn nói cho trọn nữa là mình đã thực hiện được một cái chữ là bố thí ba la mật. Ba la mật nghĩa là cái thân này cuối cùng cho sạch sành sanh hết, không có gì để giữ hết, tâm không ràng buộc gì nữa hết, là ba la mật. Ba la mật là cứu cánh, là rốt ráo, là viên mãn, là trọn vẹn. Cho nên quý vị có ký giấy cho không ảnh hưởng chuyện vãng sanh, mà không chừng cái này mà đủ phước đó, nó làm cho sự vãng sanh mình sao còn tăng trưởng hơn nữa. Cho người ta được là mình có phước. Giờ câu hỏi cuối nữa thôi là xong rồi. Bàn thờ con để bao nhiêu ly nước, bàn tổ tiên bao nhiêu ly nước, bàn thờ con là bàn thờ gì? Bàn thờ của con hả? Là chưa chết mà chuẩn bị rồi hả? Bàn thờ con là bàn thờ gì? À, bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật để bao nhiêu ly nước, bàn thờ tổ tiên để bao nhiêu ly nước. Mình đem nước cho người ta uống mà hỏi người khác là sao? Phải hỏi Phật con uống bao nhiêu ly, hỏi tổ tiên uống bao nhiêu ly. Trước hết á, mình phải hiểu cái ý nghĩa cúng nước, cúng đèn, cúng nhang là gì. Cúng nước á, nghĩa là chúng ta muốn cúng cái sự thanh tịnh của tâm. Nói một cách khác là định. Cúng đèn là trí tuệ, là tuệ. Cúng hương là giới. Ngay cái phía trước của bàn thờ là giới, định, tuệ. Giới là hương, định là nước, tuệ là đèn. Trái cây là nhân, bình hoa là nhân, trái cây là quả. Hay nói cách khác, bình hoa là vô thường, trái cây là nhân quả. Bởi vì hoa đẹp nhưng mà rồi hoa sẽ héo, cho nên mỗi khi đem bình hoa lên cúng thì nhắc mình cuộc đời là vô thường. Cho nên chúng ta sống trọn vẹn với nhau như những đóa hoa đẹp đến với nhau. Trái cây trước khi nó thành quả, nó là hạt, hạt cam, hạt táo. Nhờ vun bón chăm sóc cho nên hạt cam, hạt táo thành quả cam, quả táo. Cho nên cúng dĩa trái cây là nhắc mình đạo lý nhân quả. Cho nên đâu có ảnh hưởng gì bao nhiêu ly. Tùy theo cái bàn thờ của mình, để trên bàn thờ nhỏ một, thí dụ bây giờ không có chỗ thì mình để hai bên hai ly cho nó cân xứng. Còn nếu mình để một ly thì để ở giữa. Bát hương á, cho dù thờ bao nhiêu Phật cũng là một bát hương thôi, không cần phải nhiều bát hương. Tổ tiên ông bà, nội ngoại của mình cũng một lư hương thôi. Rồi mình để ba chung nước, thấy không? Một dĩa trái cây, một bình hoa là đủ rồi. Không phải là bao nhiêu chung mới đúng. Cho nên quý vị cứ yên tâm mà mình sắp xếp cái bàn thờ là thế nào cho nó trang nghiêm là tốt. Vậy được chưa? Lư hương để ở giữa, hai chung nước hai bên, bình hoa, dĩa trái cây, hai cây đèn, trang nghiêm rồi. Không cần phải để rườm rà. Còn trái cây á, khi mình mua về, nếu bốn trái thì kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ, để ba trái ở dưới, một trái ở trên. Tại vì quả nghĩa là kết quả. Mà kết quả thì chúng ta muốn vun bồi cho nó cao, chứ chúng ta không muốn để nó lè phè. Cho nên ít thì chúng ta kiếm cái dĩa nhỏ để chúng ta bồi đắp lên. Vậy thôi, đừng có để cái bàn thờ mất trang nghiêm. Còn nữa. Dạ. Thầy ơi, cái này con làm phước cho các bạn con. Thôi câu cuối nha.
con muốn thờ Phật trong nhà, nhưng nhà quá chật, phòng khách phải kê giường cho con gái ngủ, liệu có làm bàn thờ trong phòng khách được không? Thưa đại chúng, khi mình thờ Phật, nghĩa là chúng ta muốn tưởng nhớ đến cái ân hạnh của Phật. Vì vậy cho nên dù nhà mình bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn có thể thờ Phật được hết. Tuy nhiên vì cái hoàn cảnh chật cho nên chúng ta không nhất thiết phải có một cái bàn thờ có nhang đèn hoa quả gì hết. Chỉ cần ở đâu đó trong phòng khách có một bức hình Phật được treo lên, để mỗi ngày mình chiêm nghiệm, mình ngắm nhìn, mình tưởng nhớ, mình tu theo hạnh Phật là tốt. Còn ai mà có được cái khả năng thiết lập một bàn thờ thì chúng ta có nhang đèn chúng ta cúng. Còn trường hợp không được thì chúng ta lập một cái bàn thờ theo cái khả năng hoàn cảnh trong gia đình mình. Còn giả dụ như chúng ta đặt cái bàn thờ ngay phòng khách mà bây giờ con mình nó phải nằm ngoài đó nó ngủ, thì cái điều đó cũng không có tội lỗi gì. Ăn thua là chúng ta biết gọn, biết sạch sẽ, trang nghiêm ở phòng khách cũng như chỗ thờ Phật. Bởi vì tất cả do từ lòng của chúng ta, chứ không có một cái quy định nào hết. Nhưng mà đã là một người Phật tử thì chúng ta thờ Phật thì chúng ta tự hiểu cái hoàn cảnh của gia đình mà chúng ta trang trí tôn thờ Phật như thế nào, để chúng ta đừng cảm thấy áy náy, ngại ngùng trước khi mà chúng ta nhìn bàn thờ Phật thôi. Chứ còn Phật không có hề trách móc gì mình cả. Tự nhiên mình cảm thấy khó chịu vậy thôi, khi mình làm cái điều gì đó nó chưa có được tôn nghiêm trước Phật, vậy thôi. Thành thử ra quý vị cứ tùy nghi trong hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta thờ Phật cho nó theo cái khả năng và cái tâm nguyện của mình. Rồi, như vậy là chúng ta tạm trả lời được một số câu hỏi của ngày hôm nay. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay đầy đủ duyên Pháp Hòa trở về cái thành phố này gặp đại chúng trong một ngày hôm nay để sinh hoạt. Quý vị có vui không? Rồi thì bây giờ chúng ta đã xong một ngày gia thứ chú. Dạ vâng. Chú cứ hỏi lớn đi. Hay chú đợi các bạn. Con biết là thầy rất là mệt rồi, nhưng con xin phép được hỏi câu này vì con thắc mắc rất là nhiều lần và con vẫn chưa được thỏa đáng những cái giải pháp của những lần trước. Thầy có giải về chữ tham rồi, nhưng mà theo con nghĩ thì chữ tham nó có hai mặt, một mặt tích cực và một mặt tiêu cực. Mặt tích cực, thí dụ con nói thí dụ cho dễ, thí dụ một ông bác sĩ một ngày ông khám bệnh, ông chỉ khám được 20 bệnh nhân thôi. Nếu mà vì ông muốn nhiều tiền hơn, ông tham hơn, ông sẽ khám thành 25 bệnh nhân, tức là nhiều hơn 5 bệnh nhân, và như thế thì ông sẽ rất là mệt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà cái mặt tích cực là sẽ chữa được thêm 5 người nữa khỏi bệnh. Thí dụ một cái công ty chở khách chẳng hạn, người ta chở rất là nhiều khách, ông chủ lúc đầu ông ấy chỉ có 5 xe, sau đó ông sẽ mua thêm 10 cái xe nữa để chở được nhiều khách hơn. Như thế thì ông quản lý công nhân sẽ nhiều hơn, sẽ rất là vất vả, và ông phải làm việc nhiều hơn để làm sổ sách giấy tờ. Nhưng mà cái mặt đó là mặt tiêu cực, là vì ông sẽ hại đến sức khỏe của ông, là đó là do ông tham. Nhưng mà về cái mặt tích cực thì là cái hãng mà sản xuất xe hơi, họ sẽ sản xuất nhiều xe hơn, công nhân sẽ có nhiều công ăn việc làm hơn, sẽ bớt người thất nghiệp hơn. Đó là mặt tích cực. Như vậy thì cái chữ tham nó vừa có mặt tích cực và vừa có mặt tiêu cực, thì thầy giải thích cho con là như thế nào về cái chữ tham đó. Con cảm ơn. Quý vị đã nghe rõ câu hỏi phải không? Bây giờ cái câu hỏi này á, nó cũng là một cái phần trong cuộc sống của mình.
ở đây có ai có những cái ý kiến hay những cái suy nghĩ gì về cái câu hỏi mà chú Phật tử vừa nêu lên, quý vị có thể góp ý kiến để mình chia sẻ. Bởi vì trong cuộc sống có những cái điều chúng ta ghi nhận mà không có đúng sai gì cả, vì đó là mỗi quan niệm thôi. Thì bây giờ đạo hữu cũng có một quan niệm về tham như vậy. Bây giờ đại chúng ở trong đây có những vị nào có những cái nhận định như thế nào về những cái sự này, mình ứng dụng như thế nào, quý vị mời lên hay là giơ tay lên quý vị góp ý. Dạ, mô Phật. Chắc có lẽ là nó không có nhận được, chắc xích xích lên đây cho nó nhận cái signal. Dạ. Dạ đó. Dạ kính bạch thầy, chẳng hạn như vừa rồi anh Hùng vừa có một câu hỏi thì con cũng đã từng rơi vào những cảnh ngộ như Hùng vừa đặt câu hỏi, là hồi đó bắt đầu khi con đi ra làm việc thì con cũng rất là tham. Tham ở đây là tức là những cái gì mình kiếm ra tiền, mình làm ra tiền là mình quyết định cái đó mà. Trong thẻ chỗ này thì nó vui. Hồi đấy anh Hùng có nói như thế thì con cũng xin chia sẻ cái phần của con, là con không nói những gì. Quý vị, là cách đây 10 năm thì con có làm về nghề nail và massage, thì con nói thật là con rất là tham, là những cái gì nói về đẹp, về tiền là con đều ôm hết vào trong người của con. Nhưng sau một thời gian làm việc và mình đã nghĩ rằng là không biết làm để cho ai, làm để cho cái gì, thì tự nhiên lúc đấy mình cảm thấy cái giống như anh Hùng nói á, nó có cái phần tiêu cực là cái sức lực của mình nó quá là mệt mỏi, tại vì ngày nào cũng phải nhận cái hẹn này, nhận cái hẹn kia, rồi mình phải chăm sóc, mình phải làm. Tức là lúc đó tư tưởng chỉ nghĩ về tiền. Nhưng đến năm 2012 thì đây là một cái duyên lành khi con hiểu được hai chữ vô thường, trong cuộc sống tất cả đều là vô thường, thì con mới ngẫm nghĩ rằng là tiền bạc là vô thường, sức khỏe là vô thường, hạnh phúc là vô thường, tất cả đều là vô thường. Đâm ra là con có bàn với vợ con rằng là thôi bây giờ sẽ buông ra, không có làm nhiều nữa, mà mình chỉ làm những cái trong cái phạm vi khả năng của con. Thì lúc đấy con cảm nhận được là mình có một thời gian rất là nhiều cho cá nhân của mình, và mình có thể mình làm được tất cả những gì mình có thể. Chứ hồi đấy thì vì công việc, vì cái vấn đề là tích cực trong cuộc sống, tức là muốn cho một cái gia đình đầy đủ, đâu ra là con cảm thấy rằng là mình bị tiêu hao đi cái năng lượng rất là nhiều. Và sau khi hiểu được hai chữ vô thường thì cho đến nay thì công việc của con cũng vẫn bình thường, nhưng có thời gian nhiều cho cá nhân và cho gia đình. Dạ xin hết ạ. Có ai thêm không? Có ai thêm ý kiến gì không? Dạ. Con xin trả lời cái câu hỏi này. Nếu cái người bác sĩ đó, người đã làm nhiều khách hơn cái điều kiện, người đã tự hại người ta sẽ có stress. Và nếu người đó có stress, người đó tự không khỏe mạnh, người đó không có năng lượng, thì người đó không chữa bệnh cho người khác đàng hoàng được. Và đến có một thời gian người đó sẽ ốm đau, và lúc đấy là người đó không chữa cho ai được nữa. Nên là người đó chữa bệnh cho một cái số người vừa mới khả năng người ta, thì người đó có thể giúp đỡ lâu dài được. Đấy là một phần. Phần thứ hai là cái điều kiện để sống an lạc là cái gì? Có phải là công ăn việc làm không? Bây giờ ông đó hay là cái hãng tạo ra 5 chỗ việc làm cho một cho 5 chỗ việc làm thêm, cái người đấy, mấy cái người đấy có sống an lạc được không? Cái đấy có phải là điều kiện để sống an lạc được không? Chính là không. Để sống an lạc mình phải bỏ tham sân si. Còn
mình có công ăn việc làm chưa nghĩa là mình sống an lạc. Nghĩa là ông đó, ông suy nghĩ thì ông suy nghĩ mình có thể giúp được nhiều người nhất như nào, số trong số lượng, thì cái đấy không phải là cái lối đúng. Đúng vậy. Đúng ra thì Pháp Hòa sẽ mời chú nói thêm là những thầy khác đã trả lời như thế nào mà chú vẫn chưa có hài lòng. Nhưng mà có lẽ là nếu mà mình không biết mình có cần nghe thầy khác trả lời để mình biết rằng thầy khác trả lời như thế nào không. Thì thôi thì bây giờ như thế này, cũng có thể những gì Pháp Hòa chia sẻ chú cũng không có hài lòng hoặc là chưa hài lòng. Thế này chúng là trước hết chúng ta phải ghi nhận rằng cuộc sống này không có cái gì mà tuyệt đối hết. Tất cả nó nằm trong cái tương đối thôi. Khi chúng ta nhận ra được cái thuyết tương đối trong cuộc sống, cái đạo lý tương đối trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ tự lượng cái sức của mình như thế nào để chúng ta có thể làm vừa không mất sức cho mình mà vừa cũng có thể giúp cho người một cách trực tiếp và hay hữu hiệu hơn. Ví dụ ông thầy bác sĩ đó, ông ráng thêm 5 người mà ông quá mệt, thì khi ông quá mệt ông cũng không còn đủ năng lực để ông chữa bệnh cho người ta, thì bất quá có được cái tiếng là chữa thêm 5 người lấy tiền đủ, nhưng mà bệnh người ta có thể không có hết một cách đúng như khi ông khỏe. Bây giờ ví dụ như trong cái chuyến đi Âu Châu này, có thể nói là nếu như Pháp Hòa chịu nhận thêm 20-30 chỗ nữa vẫn còn đủ chỗ để muốn Pháp Hòa tới để mà chia sẻ. Nhưng thời gian Pháp Hòa chỉ có 30 ngày mà quý vị thấy mỗi ngày phải làm việc như vậy liên tục. Nhưng Pháp Hòa nhận là mỗi ngày đều là vì cũng với cái tầm mình ở đây như vậy, sức khỏe của mình như vậy và khả năng mình như vậy. Cho dù các vị kia bị hụt, không có đủ được chuyến này, thì quý vị cũng chẳng có phải là các vị khổ đau không thành Phật gì, phải nghe buổi này rồi xong là thành Phật liền. Cho nên tất cả chúng ta đều phải hiểu được cái tham á, nó có như hồi nãy chú nói, tham có những loại tham tích cực và có những tham tiêu cực, mà nhà Phật gọi là tham hướng hạ hay là tham hướng thượng. Thí dụ mình tham hướng thượng hay là mình tham những điều lành thiện, còn tham hướng hạ là những điều mà nó làm cho chúng ta sa đọa khổ đau. Nhưng mà cho dù tham cách nào nó cũng không ngoài cái mức gọi là quân bình, điều hòa. Tham giảng pháp cũng là tham, nhưng mà nếu mình tham mà mình ôm quá nhiều, rồi thời gian đi không được tới chỗ đó, rồi sức khỏe mình không có, người ta thì tổ chức mình tới không nổi vì mình quá kiệt rồi, thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên nếu chúng ta nói rằng ở một cái chữ tham thôi đó cũng chưa đủ nữa. Trong cuộc sống này mà nếu mà chúng ta muốn hoàn hảo cái gì đó, không có cái gì nó hoàn hảo được cả. Tại vì cái gì nó cũng tương đối thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị hôm nay tổ chức muốn làm cho vui lòng mọi người, nào là thức ăn, nào là chỗ ngồi, nào là mọi thứ, nhưng mà nó có hoàn hảo 100% không? Nó cũng có những cái sơ sót. Rồi chính bản thân mình sống, mình cũng có thể còn nhiều cái thiếu sót. Nhưng mà quan trọng là chúng ta nhận cuộc đời tương đối, nó chưa có đi đến cái tệ nạn là mình đã mừng rồi, còn được như vậy là quý. Cho nên ở đây á, mình tham chữa bệnh cũng là tốt, thêm người hết bệnh nhưng mà bù lại mình bệnh. Mà mình bệnh rồi á, thì ngày mai mình không đi vào làm được, chẳng những 5 người mất mà có thể mấy chục người khác cũng không được hưởng gì. Chi bằng mình, nếu mình đã tới sức đó rồi thì 5 người đó mình tạm dừng, mà ngày mai mình có thể làm thêm 20 người nữa để thành, hay là 15 người nữa, đúng cái quy định của mình đó. Cho nên á, nếu mà mình nhìn một cái việc gì đó mình muốn hoàn hảo, mình cố mình làm, nhưng mà cuối cùng cái hoàn hảo nó không được như bao nhiêu, mà cái bất hoàn hảo nó cũng có thể nó xảy đến phía sau cũng nhiều. Như hồi nãy có Hòa thưa, mình đi làm
mình đi làm cho đủ cái sức khỏe mình. Còn nếu mình đi làm quá sức thì mình sẽ bệnh. Mà mình bệnh rồi mình mua thuốc bổ mình uống, nhưng mà rốt cuộc thuốc uống thì uống, nhưng mà bệnh nó còn nằm đó thì nó cũng vô bổ. Thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng làm việc nhiều lắm, nhưng mà rồi tất cả các bác sĩ cũng như Phật tử, người ta biết được, người ta cũng đều khuyên mình không. Thầy cố thầy làm, nhưng mà cuối cùng khi thầy bệnh ra rồi thì cái việc nó còn khổ hơn. Chẳng những thầy không đi pháp thoại được, việc chùa thầy cũng bỏ phế luôn, mà bản thân thầy cũng không khỏe đó. Thành thử ra ngay cả bản thân mình đây, nhiều khi mình cũng cố gắng mình làm thêm chút nữa, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải học được một bài học là cái gì nó cũng có cái tương đối chừng mực của nó. Cho nên á, ngày xưa Đức Phật đã từng khổ hạnh, rồi cuối cùng Phật thấy cái khổ hạnh nó không có đem lại lợi ích gì, như là người lên dây đàn, lỏng quá thì không có tiếng kêu, căng quá thì đàn sẽ đứt, dây đàn trung bình thì tiếng kêu nó hay. Ở đây cũng vậy, nếu chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ cố gắng hơn để được cái đó, nhưng mà được đó để rồi cái gì nó tới nữa, nhiều khi chúng ta thiếu cái xa, nhìn xa đó. Mà bây giờ chúng ta chấp nhận thôi, cái gì nó cũng tương đối, hôm nay mình nhiêu đó là đủ, ngày mai mình sẽ làm tiếp. Thưa đại chúng, mình á, làm hết ngày nhưng mà không có hết việc. Cuộc đời này á, hết đời mình nhưng mà việc cũng không hết. Thành thử quan trọng là chúng ta nhận ra được cái tương đối để chúng ta quân bình cho nó phải. Như một em đó, nó hỏi ba nó: ba ơi ba, sao ba phải đi làm cuối tuần? Thì ba nó muốn nói cho nó biết rằng để cho nó vui, để cho nó ba nó đi làm. Ba nó mới nói: ba đi làm kiếm tiền nhiều để mua đồ chơi cho con. Nó trả lời, nó nói: ba, con không có cần đồ chơi nữa. Thì cái câu trả lời đó là một tiếng chuông để cho ông ba biết rằng nhiều khi mình nghĩ mình đi làm để kiếm nhiều tiền và cho con, cho vợ mình vui, để cho vợ đi sắm sửa, để cho con mua đồ chơi. Nhưng mà cái trong cuộc sống có những người thân chúng ta cần không phải là mua sắm hay đồ chơi, mà cần cái sự có mặt của mình. Thế thì chúng ta ở đây á, cái quan trọng là chúng ta có chánh niệm để chúng ta biết rằng chúng ta làm chừng mực đến cỡ nào và chúng ta cần dừng ở chỗ nào. Bởi vì cuộc đời tất cả chỉ là một sự tương đối, không có cái gì hoàn hảo. Nếu chúng ta chấp nhận cuộc đời là tương đối thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả công việc. Được như vậy thì chúng ta đúng theo cái nghĩa của Đạo Phật là trung đạo. Trung đạo nghĩa là chúng ta đi trên cái con đường mà không có thái quá bất cứ một hình thức nào. Không thái quá ở sung sướng, cũng không thái quá ở khổ đau. Chúng ta ăn cái gì nó vừa chừng. Đây quý vị, quý vị để ý nè, hôm nào á mà mình đồ ăn mà ngon, mình ráng thêm nửa chén cơm nữa hay ráng thêm miếng thức ăn, ngon không? Ngon lúc đó đó. Nhưng mà sau đó cái bụng của mình nó khó chịu vô cùng, là vì nó phát ấp. Như vậy thì cái mà chúng ta ráng thì sẽ được, nhưng mà cuối cùng cái quả của cái ráng đó nó không xứng đáng để chúng ta ráng cái này. Thì ở đây chúng ta cần phải học cái quân bình trong cuộc sống, và chúng ta phải chấp nhận một cái lý là gì? Đời là tương đối, không có gì tuyệt đối. Đấy, mình thương vợ, thương con, thương chồng đó, người chồng đó có hoàn hảo tuyệt đối không? Đôi lúc chúng ta chỉ nhận một vài điểm nào của ổng dễ thương để mình thương ổng thôi, để mình có thể sống đời với người đó. Rồi từ từ mình chấp nhận những cái dở của người đó, hầu mình chuyển hóa một phần nào. Chứ đi tìm một cái người mà hoàn hảo chắc có lẽ mòn cuộc đời này chúng ta cũng không mòn tìm được. Bởi vì từ con người đến sự sống cho đến sự việc không có cái gì hoàn hảo đó. Có mấy cây đinh mà ghim lên đây sáng giờ nó cũng rớt hết lần, chứ bộ nó ở yên sao? Hiểu như vậy thì cuộc sống mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Pháp Hòa bây giờ quý vị cũng ham nghe mà mình cũng ham nói, nhưng mà nó khổ một cái là mình nói nhiều thành ra nói dai, nói dài và nói dở. Ăn mà thiếu thiếu một chút lúc nào nó cũng thèm, mà lần sau ăn nữa sẽ thấy ngon. Thôi thì nếu mà bất cứ câu hỏi nào mà quý vị hỏi mà Pháp Hòa đem hết cái tâm Pháp Hòa ra trả lời mà vẫn chưa có hài lòng đại chúng
thì quý vị cũng nhận à, ít nhất thầy cũng nói được phần tương đối, rồi làm sao mình kiếm gì khác nữa cho nó thêm nữa. Cuộc sống là vậy thôi, cho nên cũng chưa chắc những gì Pháp Hòa nói mà quý vị bằng lòng. Thôi thì bây giờ bằng lòng hay không bằng lòng gì thì chúng ta cũng đều ghi nhận rằng ít nhất chúng ta cũng có một lần đem ra để cùng nhau chia sẻ, rồi chúng ta nhận một vài điểm nào đó trong cuộc sống của mình. Thì cuộc sống mà chỉ cần như vậy thôi, không nhận một vài điểm tích cực nào đó ở nơi người thân của mình, ở nơi cuộc sống này, thì chúng ta sẽ không đi đến nỗi là buồn chán cho cuộc đời hay là thất chí, thất vọng bất cứ cái gì trong cuộc đời này, vì chúng ta nhận ra mọi thứ nó đều có cái tương đối nào của nó. Cái người kia họ nóng, mình nguội, cái nguội cũng là pháp. Mà cái nóng nó có phải pháp không? Cũng là pháp luôn, pháp để cho mình học. Đừng có nóng kiểu đó, thấy không? Nóng nó xấu quắc rồi. Nóng nảy rồi trợn mắt rồi cung tay rồi nói thô, xấu quá. Cho nên mình học Phật rồi, dưới cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn của mình rồi, lúc đó mình không thấy pháp nào là dở hết. Năm con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Đây cũng con mắt thường này. Con mắt thường này là con mắt nhục nhãn. Nhưng mà từ con mắt nhục nhãn này mình tu, mình tăng độ. Nhưng mà này độ positive, tức là độ gì? Độ của thiên nhãn, của pháp nhãn, của tuệ nhãn, của Phật nhãn, chứ không phải là độ đi mua kiến. Lý do mình tăng độ mua kiến nhiều hơn mình tăng độ của Phật pháp là vì mình thấy nguýt nhiều cho nên nó mới tăng cái độ kia. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó làm cái việc sai đó, đôi dép mình để vậy đó, mà nở lòng nào đó giày của họ tuyết không, họ chồng lên giày mình coi được vậy đó. Mình nhìn thấy là nói theo người Việt là ứa gan rồi đó. Bực bội đó. À, nếu mà bực bội chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Thấy cái đó bực như vậy gọi là nhục nhãn, chuyện bình thường. Nhưng sau đó anh tăng chút lên, chắc hết chỗ anh để rồi, anh chồng lên đó, đó. Thiên nhãn tăng lên chút để sava, để xí xóa. À, rồi thì mình pháp nhãn là ảnh không chồng, người khác cũng chồng lên. Rồi thậm chí mình mất luôn cái đôi giày đó. Thôi kệ, mình không xài thì người khác xài, chứ người ta thấy đồ tốt ta mới biết đồ tốt mà. Mình mang đồ tốt mình cũng mong người ta biết là đồ tốt. Chuyện này trong chùa bị hoài. Ở Việt Nam mà đi vô lại Phật mà không thấy ôm bó nhang mà thấy kẹp đôi dép không? Vì đi vô chùa là vừa cởi ra cái kẹp đôi dép vô, không thấy cầm bó nhang bó bông gì mà thấy kẹp đôi dép. Và tại sao vậy? Dạ con để hở nó rinh, mà con nhét nhét chỗ nào thấy kỹ nó rinh. Cho nên cũng con mắt nhục này, nhưng mà ăn thua mình ứng dụng pháp thì nó tăng lên liền, tăng lên thành thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn, là Phật nhãn. Thôi thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Hai cái cụm từ vậy đó. Pháp đạo. Cái pháp dẫn mình tới đạo. Bây giờ đại chúng kiểm lại là mình đã nhờ ai pháp gì đó khai thị để dẫn mình tới đạo chưa? Có chưa? Có rồi. Bây giờ cái thế đến là mình làm gì đây? Pháp đạo rồi, giờ mình làm gì? Đạo pháp. Mình phải ứng pháp làm sao để cho người ta thấy rằng tất cả các pháp của mình đang ứng dụng đều là đạo. Nhiều khi á, mình nhường người ta ăn chút. Thậm chí á, cái sự hy sinh nhọc cực của mình một chút, mà để làm cho đạo này nó tươi sáng lên. Ai không muốn sướng. Nhưng mà nếu cuộc đời này ai cũng dành sự nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ về phần ái. Thành thử ra có những vị Bồ Tát
người ta đóng một cái vai cực nhọc, nhưng mà ta chẳng hề khổ, tại vì người ta ứng dụng pháp. Người ta ứng dụng pháp để người ta nói lên một cái đạo lý của cuộc đời. Quý vị thấy có những người ngồi trên văn phòng cao chót vót, nhưng mà ngó xuống đường vẫn có những người để hốt rác ban đêm. Những người đi hốt rác ban đêm đó khá chẳng phải là những người đã hiển pháp cho mình thấy sao? Thấy không? Cho nên mình ngồi trên văn phòng nhìn xuống đất thấy một người hốt rác phải trân trọng. Giờ phút này đây mình ngồi văn phòng làm việc thì có những người âm thầm làm những người hốt rác bên đường. Cuộc đời này không có những người đó, rác sẽ mênh mông. Phải vậy không? Cũng như vậy, tất cả những ai người ta đem một chút công sức người ta đóng góp, mình phải trân trọng hết, dù chỉ là một chút. Cho nên á, theo nhà Phật, đại thí chủ không phải chỉ là cúng nhiều của nhiều tiền kêu đại, tâm đại mới quan trọng. Còn của lớn nó chẳng có cái nghĩa là nhiều thôi, chứ nó không nhiều cái khác. Chữ đại nó có nhiều nghĩa lắm. Tâm lượng lớn kêu đại. Ví dụ như mình kêu là Đại Bồ Tát, tiếng Phạn là Ma Ha Tát đó. Niệm cái gì cũng cuối cùng cái Ma Ha Tát hết, mà dịch ra tiếng Việt là Đại Bồ Tát. Vậy thì Ma Ha Tát hay là Đại Bồ Tát, không lẽ ông đó ông bự tổ bố kêu đại? Không phải vậy, chắc chắn không phải rồi. Vậy thì đại này không phải ở cái xếp, không phải ở cái lượng, mà ở cái tâm. Chúng ta chỉ cần thấy điều đó, ứng dụng như vậy, thì nhất định mình sẽ là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, hiểu được Đức Thế Tôn. Và chúng ta sống đúng với cái tâm nguyện của Ngài. Ngài hy sinh cuộc đời của Ngài không phải để chúng ta tôn thờ Ngài thần thánh. Ngài chỉ mong mỏi một việc là mang cái chân lý đến cho mình. Và khi chúng ta nhận ra được chân lý, chúng ta sống được với cái chân lý đó, thì chúng ta đã đền ơn cho Ngài rồi. Cho nên có những vị khi Đức Phật đi thuyết pháp về, có vị đi đón Ngài và dành công: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh được làm người đầu tiên đón Ngài. Đức Phật nói: dạ không, thầy không phải là người đón tôi đầu tiên đâu. Cái vị mà đón tôi đầu tiên là cái thầy đang ngồi thiền ở trong cái hang đó. Tại vì không phải chạy rần rần đi đón mới kêu là đón. Ngồi ở nhà làm việc, ngồi ở nhà làm việc đó, đang ngồi thiền, đang tụng kinh, đang làm việc trong chúng là đi đón đó. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một vị thầy, một vị hòa thượng dặn dò đệ tử: mai này thầy có mất đi, các con đang hành đạo ở bất cứ nơi nào, đừng vì hay tin thầy chết mà bỏ cái việc hướng dẫn khóa tu mà đi về lo đám cho thầy. Các con cứ tiếp tục công việc của mình. Thầy chết thì cũng chết rồi. Và dĩ nhiên nếu mình có trở về, đó là bổn phận của người đệ tử đối với bậc thầy. Nhưng mà người thầy thì không bao giờ biểu thầy chết phải làm cái này làm cái kia cả. Càng đơn giản càng tốt. Người đời mà ta còn dặn mà: một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh chiếc hòm. Cặp đèn cày và một chiếc chiếu thôi, đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán trời trời mình để nuôi con. Đời mà người ta còn đơn giản được vậy thì huống chi mình là người trong đạo. Cái chuyện mà ai làm gì cho mình đó, đó là chuyện của người sau. Người ta thương mình, ta muốn làm cho ta làm, nhưng bản thân mình phải thật đơn giản. Cho nên Pháp Hòa ví dụ mai mốt mà Pháp Hòa có chết, mấy chú cũng, Pháp Hòa cũng dặn: thiêu xong đi về, đừng bận tâm hốt cốt, khỏi bận tâm hốt, cứ đi về. Vì thầy làm xong việc của thầy rồi,
mấy con cũng làm xong việc, mấy con là giúp thầy vô trong cái lò đó, thầy không thể tự bò vô được. Thầy vô đó rồi thì you done your job. Next job là người làm trong nhân, làm trong nhà hoàng. Họ hốt thầy ra, họ cho thầy vô thùng rác. Xong rồi. Cho nên mình phải, mình thương Phật không? Thương Phật thì mình phải hiểu những gì Phật nói, và mình phải nắm được tinh yếu của Phật, rồi chúng ta sống. Cho nên gọi là kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đà. Bát nhã là trí tuệ, và chỉ có trí tuệ đó, trí tuệ làm gì? Thấy được năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức là không. Thấy thấy cho được năm uẩn là không thì vượt thoát mọi khổ ách. Chỉ cần các con vượt khổ ách là thầy khỏe rồi, khỏi réo thầy nữa. Còn các con còn thấy năm uẩn là hữu thì cứ réo thầy hoài, thì thầy cũng bận rộn lắm. Thầy là Phật á. Cho nên hễ mình vượt khổ thì Quan Âm cũng đỡ rầu lắm. Gặp mình mà quỳ cầm cái nhang nửa tiếng là ngài biết sắp có chuyện rồi. Còn bữa nào mà gặp mình mà đi ngang mà xá ngài sơ sơ là ngài biết bữa nay nó ok đó. Không có khổ đó. Bữa nào mà mình quỳ trước ngài một cách thành khẩn mà nước mắt mình rươm rướm là ngài chuẩn bị rồi đó. Ngồi yên chuẩn bị bắt ấn để nghe. Rồi giờ đại chúng hiểu được chữ pháp đạo, đạo pháp chưa? Giờ giải quyết mấy câu hỏi ha. Có mệt không? Đây cũng là pháp đó. Con có nhỏ em, tức là này hỏi cho người khác á, hay là thấy người khác làm mình hơi thắc mắc á. Con có nhỏ em, mỗi ngày niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Như con biết là tu tịnh độ phải niệm A Di Đà, vậy khi lâm chung em con niệm Quan Âm Bồ Tát có được về thế giới tịnh độ không? Cái này phải hỏi hai vị kia chứ. Quan Âm với Di Đà có contract với nhau. Kính thưa đại chúng, mình niệm Phật nào cũng không có sao hết. Cái quan trọng là cái tâm mình hướng về đâu. Nhưng mà cho dù niệm Phật Di Đà, ngài Quan Âm vẫn đón mình, hay là ngược lại, mình niệm Quan Âm, ngài Di Đà vẫn đón. Tại vì sao? Bởi vì ba vị đó là ba người hợp tác ở cõi tịnh độ. Khi mình lâm chung, đây là Pháp Hòa nói thật tịnh độ đó, là Phật Di Đà là người tới đón mình, nhưng mà cái người chở mình là Quan Âm. Tại vì Phật Di Đà là boss, Quan Âm là driver. Hiểu ý không? Cái câu nói nè, con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới lên đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Rước mình ba người mà. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, trong tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà, vân vân. Ở đây Hòa chỉ nói ba câu kia. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa. Còn Quan Âm thì cam lỗ rưới nơi đầu, nghĩa là ngài clean bụi ở dưới này với mình, sạch sẽ rồi thì Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Còn nếu mà nói theo tiếng Hán là Phật Di Đà đó, lúc đó đó
Phật đến rước mình rồi á, thì Quan Âm Thế Chí không phải chỉ có ba người đâu, còn gì nữa, thánh chúng hai hàng tiếp nghinh, nhớ không? Nó có cái bài hát á, mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về, đi đi về, đi lên trên Tây Phương, đi lên trên Tây Phương, đầy hoa mùi hương thơm ngát, trong ao hoa sen, trong ao hoa sen, trăng vàng đỏ xanh, trăng vàng đỏ xanh. Cái bài Sơn Tinh Thủy Tinh đó mà. Ai gì mình thấy nhớ thời xa xưa, non nước An Lạc bôn bề, bôn bôn bề, phải không? Thì bây giờ đến cánh Tây Phương, chư thánh trôi nhạc rước vào, rước rước vào. Đó. Thì mình, khi mình đến cảnh Tây Phương thì chư thánh trôi nhạc rước vào. Cho nên đừng có ngại. Thậm chí bây giờ niệm Phật Thích Ca mỗi ngày, phải không? Thân mình đang ở Ta Bà, lòng mình thì hướng Di Đà Tây Phương. Cõi đời khi dứt chẳng vấn vương, đi về bên đó rộng đường thênh thang. Cho nên á, trong cái phẩm sám hối cũng vậy, tất cả công đức con làm, quý vị tụng Hồng Danh Bảo Sám nhớ câu đó không? Ví dụ như con nhịn một miếng cơm bố thí cho các loài chim muông, dù con làm một chút công đức gì, con cũng đều hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên tất cả việc gì mình làm không phải chỉ là niệm Phật. Dù mình làm công đức như bố thí, như trì giới, như nhẫn nhục, tất cả công đó mình làm, nếu mình thích về Tây Phương, mỗi ngày mình nguyện, con xin đem hết tất cả công đức lành mà con làm được hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Giống như Pháp Hòa vậy đó, ban đêm giảng tới 10 giờ đêm chạy pizza, delivery pizza, rồi ban ngày đi clean kiếm tiền, thí dụ vậy đó, làm hết rồi tiền mình lãnh lương bao nhiêu check bỏ vô cái nhà băng, thì cũng giống vậy thôi. Mình niệm Di Đà, rồi mình bố thí, mình trì giới, và tất cả công đức mình làm bỏ vô hết cái băng tịnh độ. Cho nên đừng có ngại, mà Phật nào cũng muốn mình đi về cõi đó. Cho nên mình chẳng qua là mình, các ngài có nhiều tên để mình tùy duyên mình niệm thôi. Cũng giống như mình đi học về, má ơi con đói bụng quá, rồi bữa nào cũng kêu má, ba ơi con đói bụng quá, cái nói mày đi kiếm má mày đi, mày từ thường thôi kêu tao. Đâu có ba nào nói con đói mà giờ không có má nhà để ba lo cho con ăn. Cho mình niệm ai cũng được, nhưng mà tâm mình hướng tịnh độ. Quý hiểu chỗ này ha. Cho nên don't worry. Gia đình con có người thân qua đời đã hơn 40 năm. Con vẫn cúng giỗ hàng năm, nhưng mới đây con nghe bà mợ nói chết lâu rồi không cúng nữa, đưa lên củ quyền thất tổ. Thưa thầy, như vậy đúng hay sai? Kính bạch thầy giải thích cho con rõ. Đưa lên củ quyền thất tổ là đưa lên đâu? Thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa giải thích nhiều lắm ở trong các cái buổi nói chuyện đó. Khi mà chúng ta có ông bà tổ tiên mất, dù lâu năm mình cúng giỗ, không phải ai về ăn đâu. Cho dù mới chết 2 năm 3 năm mình cúng cũng vậy thôi. Cái cúng này không phải cúng cho cái người đó, mà mình mượn người đó để cúng cho mình. Đa số là mình thích món gì mình cúng món đó mà. Chứ người đó có đòi hỏi gì đâu. Quý vị kiểm coi có bữa giỗ nào mà mình không có cúng món mình thích không? Pháp Hòa nói đùa vậy thôi. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói mình cúng cái này là cúng cái gì? Cúng cái cội nguồn, cái truyền thống, cái cội nguồn để chúng ta không quên lãng tổ tiên. Cái đó mới quan trọng. Ví dụ người ta quan niệm chết là hết rồi. Thí dụ bây giờ chết là hết thì mình không còn nhớ nghĩ gì nữa hết, thì làm sao mình giữ được cái cội nguồn ông bà tổ tiên của mình? Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ.
mình giúp cho cái người đó đông trăm đồng làm vốn cách đây 20 năm, gặp lại mình cái họ lơ lơ, mình có buồn không? Cái con nhỏ đó hồi nó nghèo nó van xin mình trăm bạc, vợ gặp mình nó quên ơn quên nguồn quên ấy đó, người ta quên mình chút mình còn buồn. Thì ở đây cái cúng không phải ai về ăn, nhưng mà cái cúng này là mình muốn duy trì cái tập, cái tục đẹp này, cái văn hóa đẹp này cho con cháu mình nó không quên mất cội nguồn. Càng về lâu sẽ bị càng quên lãng. Cho nên mình cúng đây là cúng để giữ cái diền mỗi văn hóa đẹp đó, chứ không phải ai ăn uống gì hết. Cho nên quý vị có cúng cũng không sao, nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết thời gian, sức khỏe hay là hoàn cảnh của mình để chúng ta bày một cái lễ cúng mà nó thích ứng được cho tất cả mọi người. Ví dụ như bây giờ thời gian không có, mọi người bận rộn, vẫn giữ cái cúng mà cúng thật đơn giản, thậm chí một dĩa trái cây, bình trà cũng được, không cần mình phải bày cơm nước, có thì cũng tốt, còn không. Cái quan trọng là làm sao giữ được cái lễ đó, cái đó mới quan trọng. Chứ mình cúng đây, mình bây giờ ví dụ mình bây giờ ông nội mình hay là ba mình không cúng, ba mình mà mình còn không cúng thì chắc gì đứa cháu nó nhớ ông nội nó là ai, bởi vì có bao giờ mình cúng đâu, mà hễ có cúng thì có nhớ. Cũng giống như quý vị thấy không, bây giờ mình đặt lại câu hỏi, tại làm sao mỗi năm á, mình vẫn làm dỗ tổ Hùng Vương, mình kỷ niệm bà Trưng, bà Triệu, và mình kỷ niệm Đức Trần Hưng Đạo, vân vân, thì để mình không quên cái cội nguồn của dân tộc, thì mình cúng dỗ đây cũng để không quên cội nguồn của tổ tiên. Cái đó mới quan trọng. Bởi vì cây mà không có cội á, thì cây nó không thể tiếp tục nó sống được, bởi vì cội là nguồn. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Vậy thì mình cúng đây là cội nguồn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái thứ hai nè, mình có biết Quan Âm là ai không, mà tại sao năm vẫn cúng 3 ngày vía? Cúng vía thì như cúng dỗ rồi. Phật Đản cách đây hơn 2500 năm, tại sao mình vẫn cúng dỗ, cúng cái ngày sinh nhật Phật? Như vậy rõ ràng mình vẫn nhớ ơn của các vị đó bên cúng mà, thì tại sao ông bà mình cúng không được? Mình cúng Quan Âm các, tất cả các cái ngày vía Phật mình ghi xuống rõ ràng, mình cúng đầy đủ mà mình không cội nguồn gì hết thì cái đó không nên. Cho nên mình có bàn thờ Phật thì cũng có bàn thờ ông bà. Quý vị để ý coi, Tết thì mình vía Phật Di Lặc, một mà một năm 3 cái vía Quan Âm, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, rồi thậm chí 17 tháng 11 mình cúng Phật Di Đà, mình gọi là vía Phật Di Đà, nhưng mà thật sự Phật Di Đà không có vía. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày vía. Nhưng mà cái ngày 17 tháng 11 đó là ngày sinh nhật của một vị tổ bên Trung Quốc, hiệu của ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ. Và người ta nghĩ rằng cái vị tổ đó là hóa thân Phật Di Đà, cho nên lấy sinh nhật của ngài tổ đó để làm ngày kỷ niệm cúng Phật Di Đà. Chứ Phật Di Đà không có phải là ngày vía 17 tháng 11 như lâu nay mình cúng đâu. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sinh nhật. Phật Di Đà là do Phật Thích Ca quảng cáo giới thiệu mà. Phật Thích Ca giới thiệu là có một Đức Phật tên đó đó, ở cõi cực lạc phương Tây, vậy vậy đó. Rồi bây giờ người Trung Hoa họ thấy ở bên Trung Quốc có vị tổ tên là Diên Thọ, cái hạnh nguyện cách sống của ngài, rồi người ta nghĩ rằng đó là Phật Di Đà hóa thân, cái lấy ngày sinh nhật ngài đặt cho cái đó gọi là ngày vía Phật Di Đà. Mà chúng ta cũng rần rần chúng ta cúng vậy. Vậy thì tại sao cúng được tất cả các ngày vía Phật mà không cúng được tổ tiên? Có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là cúng không hề có lỗi gì hết, nhưng mà quan trọng chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của sự cúng kiến đó, thì chúng ta mới gọi là người ứng pháp. Rõ ràng như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó,
mình ở trong đạo mình ứng dụng một cái pháp, cúng dỗ là một pháp, cúng vía là một pháp, nhưng đừng nghĩ rằng mình cúng vía đó để Phật phù hộ mình việc đó việc đó, nhưng mình cúng cái ngày đó để kỷ niệm và nhớ rằng mình học hạnh nguyện của Ngài. Thí dụ mình cúng Đức Quan Âm đâu phải để Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho mình hết bệnh hết tật đâu. Ngoài cái ý nghĩa đơn giản đó, chúng ta có nghĩa sâu sắc là chúng con xin học theo hạnh nguyện từ bi nhẫn nhục của Ngài và cái hạnh lắng nghe của Ngài để cứu khổ mọi người xung quanh con. Cái đó là cái quan trọng. Ví dụ như mỗi năm mình tắm Phật, năm nào cũng đem Phật ra tắm. Tắm Phật để làm gì? Bởi vì tượng Phật sơ sinh là tượng trưng cho cái tâm của mình. Mà cái tâm mình đó, lâu ngày mình quên chùi thì bụi nó bám. Bây giờ mỗi năm nhắc nhở mình, không phải năm tắm lần, không phải tu năm có ngày, mà một năm ít nhất một lần để nhắc nhở. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở đây nè, lễ tình yêu nè, lễ tạ ơn nè, lễ chiến veteran nè, mới vừa rồi đó, một năm biết bao nhiêu cái lễ trong một cái đất nước thì cũng mục đích để làm gì? Để tất cả mọi người phải có cái điểm để tưởng nhớ, phải có cái điểm tựa để tưởng nhớ. Thì tại sao mình không tưởng nhớ ông bà mình được? Cho nên không có gì trở ngại và lỗi khi chúng ta cúng, nhưng mà chúng ta phải nắm cho được cái ý nghĩa đó, để chúng ta cúng mà không hề bị mang tiếng là mê tín. Mình thắp cây hương cho Phật không hề mê tín, nhưng mà cây hương đó là tượng trưng cho giới. Con thắp cây hương này con cúng Phật, và con cũng nhắc nhở con sống cuộc đời hạnh đức cho thơm, để hương này lan tỏa như cây hương lan tỏa và hạnh đức của con cũng lan tỏa. Con cúng trái cây không phải Phật ăn, mà con hiểu rằng trái cây này là tượng trưng cho quả, và trước khi có quả nó là nhân. Cho nên con cúng dĩa trái cây này nhắc con đạo lý của nhân quả. Cúng dĩa trái cây đó không hề mê tín, mà luôn luôn nhắc nhở mình được cái đạo lý nhân quả mà sống. Con cúng bình hoa này không phải vì con cần Phật phù hộ hay Phật không đẹp con trưng cho đẹp, mà con tự nhắc nhở con cuộc đời đẹp như hoa, nhưng mà rồi cũng có ngày vô thường như hoa. Bởi vì hoa đẹp thì hoa héo. Thì con cũng nhắc nhở con rằng đừng quên cuộc đời này có ý nghĩa của vô thường. Vì vô thường cho nên con nguyện sống đẹp như hoa. Cho nên bình hoa cúng Phật nhắc mình đạo lý vô thường. Và vì vô thường cho nên con trân trọng từng ngày con sống, và con nguyện sống thật đẹp như mỗi đóa hoa này. Cúng Phật vậy, ai nói mình mê tín? Thì tại mình không hiểu thì mình mới bị người ta lung lay. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, mình đã đi tìm pháp để đến với đạo rồi, và trong đạo này buông rải cái pháp. Cái quan trọng là chúng ta nắm rõ các pháp để chúng ta ứng dụng pháp mà không hề xa với đạo. Quý vị hiểu được chỗ này ha? Trong kinh có nói phước thanh tịnh và phước nhiễm ô, xin thầy hoan hỷ giải thích hai loại phước trên khác nhau như thế nào. Trước hết mình nói chữ phước. Phước là gì? Nói cho đơn giản dễ hiểu là phước là những điều kiện lành thiện mà chúng ta đang có. Pháp Hòa ví dụ, mình trời lạnh mà có được ngôi nhà ấm cúng ở, có phước. Trong một cái thời đại kinh tế quá khó khăn mà chúng ta vẫn còn công việc làm ăn là có phước. Quý vị thấy phước không? Có hai con mắt còn sáng là phước. Cặp chân còn đi khỏe là phước. Tai mình còn nghe được là phước. Ăn còn biết ngon là phước. Như vậy nếu nói phước thì thôi chúng ta bàn bạc vô lượng vô số phước. Nhưng mà nếu chúng ta biết có cái phước đó và hãy sử dụng nó cho đúng thì cái đó gọi là phước thanh tịnh. Ví dụ, mình có hai bàn tay,
còn khỏe, còn lành lặn, không đi giúp đời cứu người, lấy hai bàn tay này đi làm những cái việc sai quấy, ví dụ như cướp của, giết người, làm những cái việc sai, thì rõ ràng có phước. Nhưng mà đây là phước nhiễm ô, dụng phước không đúng. Quý vị hiểu ý được Pháp Hòa nói cái, đây là Pháp Hòa nói cái điểm thứ nhất nha. Mình có cái miệng còn đang tiếng nói trong trẻo, không có bị tật nguyền gì hết, nhưng hàng ngày mình không có dụng cái phước này đúng, lời lành không bao giờ nói mà toàn chê không. Ăn cái gì cũng chê, gặp cái gì cũng chê, gặp ai cũng nói, không có cái người nào mình đừng có chuyện hết trơn á. Thì rõ ràng có cái phước mà nhiễm. Quý vị thấy được điều đó. Cái nhận thức của mình nó không thanh tịnh, cho nên mình nói không thanh tịnh. Cái nhận thức mình nó tịnh thì lời nói nó tịnh. Ví dụ như cái người đó họ như vậy, cái người ta tới ta nói mình đó, thôi chị ơi, thì thông cảm đi, gần đây gia đình nó có nhiều chuyện xảy ra, tánh tình nó mới như vậy. Đó, mình nhận thức rằng người đó có những cái problem đúng, nhưng mà là nguyên do, cho nên mình đem cái phước thanh tịnh. Quý vị nhận ra được cái chỗ phước tịnh và phước không tịnh không? Rồi, có những cái phước chúng ta có mà chúng ta sử dụng không đúng. Ngày xưa theo như người ta kinh sử nói đó, ông Tô Đông Pha đó, quý vị có biết Tô Đông Pha không? Ông là một nhà thơ trí thức của Trung Hoa đời nhà Đường đó. Hay đời nhà Tống, là Tống. Ông đời trước là một vị thiền sư, nhưng mà phước quá cho nên đời này sanh lại là một ông quan. Nhưng mà khi mình làm, mình có phước mình làm quan, mà cái phước làm quan này nó cũng dễ làm cho mình nhiễm lắm. Tại sao? Tại vì khi làm quan thì cái gì nó đến với mình? Danh vọng, rượu chè, gái gú. Cho nên rồi cuối cùng ông bốn bà vợ, có chỗ nó ông bảy bà nữa. Như vậy thì mình có cái phước, nhưng mà nếu cái phước đó mà lọt vào cái chỗ mà không đúng thì mình có thể do cái phước đó mà mình sanh nhiễm ô. Có nhiều khi mình sống hoàn cảnh nó không có được thoải mái lắm mà không chừng tốt, tại nhờ vậy cho nên mình không có sanh cái tâm sai quấy. Ví dụ như bây giờ, hồi đó đó mình đó, con cái nó còn nhỏ, ở Việt Nam gửi thơ xin tới tấp, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ đi làm, lo cho con, lo cho gia đình đây, lo Việt Nam, cho nên không có sanh tật gì hết trơn á. Tại vì tiền lãnh ra là thấy chỗ nào cũng phải chi. Tự nhiên vợ ở Việt Nam cũng ổn rồi, con cái giờ nó ổn, lương lãnh ra nhiều quá, cái bắt đầu tật nó sanh. Bị thấy tiền nhiều quá, cái bắt đầu rảnh rỗi quá, cái không có phải hai ba rớp như xưa nữa, cái thì có thể đi đánh bài, có thể đi là cá độ, mất hết tiền. Đấy, cái phước đó là có phước mà bị nhiễm. Cho nên á, bữa nào có bạn sẽ nói cái bài kinh đó, Phật có nói cái bài kinh này, bảy điều mà chúng ta không nên có thì mới được người ta ái mộ. Cho nên nhiều khi á, mình là một cái người vô danh, không chừng mình khỏe hơn người có danh. Tại vì có danh rồi thì phải gì kế bên? Cái lợi. Ta, con người mà sống bằng hai chữ danh lợi mà. Hễ mà có danh là bắt đầu mượn danh kiếm lợi, mình lợi dụng cái danh mình. Rồi người ta tới, người ta thấy danh mình lớn quá thì người ta ủng hộ, người ta đút lót cái danh đó. Tự nhiên lợi đâu nó tới cái mình quên. Ví dụ hồi đầu mình làm quan, rồi người ta thấy mình làm quan, chuyện gì người ta tới mình cái ta phải gì đó đút lót, từ đó cái mình xài quấy. Quý vị hiểu được điều ý và nói ha, quý vị hiểu được cái chỗ này không? Cho nên gọi là phước nhiễm ô, hay là phước thanh, ai cũng có phước, nhưng mà nếu anh không dụng phước đúng thì phước đó trở thành ra phước nhiễm.
Còn anh có phước mà anh dùng nó đúng thì phước này là phước phước tịnh. Ai cũng có phước hết, nhưng mà quan trọng là anh dùng phước đúng không. Câu cuối: xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con làm sao để Phật tử chúng con mở rộng lòng từ bi, yêu thương mọi người và xóa bỏ tâm ganh tị ích kỷ. Nếu mà tâm ganh tị ích kỷ mà xóa được thì mình không phải là phàm phu. Tất cả những cái khổ lụy mà nó sanh ra trong cuộc đời này không ngoài một chuyện, đó là cái bản ngã của mình. Bản ngã nói cho hiểu là cái tôi. Hễ mình còn cái tôi là cái gì cũng có đó. Thí dụ như là tôi là tu lâu, nghe không? Cái tôi tu lâu cái là cái gì nó đến. Cho nên tôi bắt mọi người phải kính trọng, và tôi khinh thường những người mới tu. Cho nên từ cái tôi tu lâu này nó sanh ra bao nhiêu cái pháp khác. Mà hễ mà cái tôi này không còn thì các pháp kia nó cũng giảm. Cho nên hễ mình đừng có thấy, thí dụ như mình là Pháp Hòa, hay ví dụ mình là cái gì thì ai dám gọi mình là cái gì nữa. Còn mình không là gì thì mình mới là tất cả. Cho nên sở dĩ mình còn tâm ganh tị ích kỷ là vì mình còn có thấy tôi. Thí dụ nha, mình bằng người ta thì mình nghĩ rằng mình hơn người ta. Mà người ta mà hơn mình thì mình kéo người ta xuống bằng mình. Đó là mà Phật định nghĩa cái chỗ gọi là mạng đó. Mạng đó. Mạng quá mạng. Có nghĩa là mình đem cái tôi của mình lớn hơn mạng người khác. Thế mà mình bằng thì mình nói mình hơn. Bằng mình, người ta bằng, người ta hơn mình thì mình kéo xuống cho bằng mình. Còn người ta mà bằng mình đẩy người ta xuống. Rồi ngoài ra còn mạng gì nữa? Ỷ mình trẻ, ỷ mình đẹp, ỷ mình giàu, ỷ mình có thế lực, cũng sanh ra ngã mạn. Cho nên á, để có được cái tấm lòng từ bi yêu thương mọi người đó, mình luôn luôn thấy mình là gì? Mình là nhỏ bé, mình không là gì hết. Cho nên á, tại sao trong Phật giáo mỗi lần mình gặp Phật mình lạy xuống tới trường Phật mình? Tại sao phải có phương pháp lễ lạy? Bởi vì cái lễ lạy là giúp cho chúng ta giải trừ cái ngã mạn. Ai cũng muốn dương lên như thế này, chẳng ai muốn cúi xuống. Cho nên quý vị nhớ là không có một đất nước nào có một tượng đặc biệt như ở đất nước Việt Nam mình. Đó là tượng một vị vua ngồi khom cái lưng xuống, có tượng Phật ngồi ở trên đó. Cái tượng đó ngoài Bắc đó là một vị vua nhà Lý. Và khi ông sám hối cái tội của ông đã cho người tạc một cái tượng là chính tượng đó, là đích thân ông đó, là tượng đó là của ông đó. Ông khom xuống là trên lưng đó có một tượng Phật mọc lên. Đó là một vị vua mà sau khi ăn năn cái lỗi của mình và thấy rằng mình phải sám hối, lưng mình phải cõng Phật. Cho nên á, mình khổ một cái là lại Phật xong vuốt đầu một cái cho Phật leo này ngồi nè. Nhưng mà mình không có khiêm cung. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải hơn người ta. Thậm chí tại sao tôi phải chào nó? Nó không chào tôi mắc gì tôi chào nó. Cho nên mình luôn luôn mình phải đợi người ta chào mình mới chào lại. Có nhiều khi mình cũng hay lắm. Tôi thấy mọi người đi chùa tụng kinh nhưng mà dữ quá, bởi tôi đâu có thèm tụng. Như vậy thì mình thấy cái mình lấy cái pháp dở của người ta biến nó luôn thành cái pháp thối lui của mình. Thấy cái dở của mình để rồi mình tự mình lui sụp mình. Vậy đúng hay sai? Đó. Cho nên đa phần mình sống bằng cách đó. Người ta không chào mình nhưng mình vẫn chào lại, thì cái đó mình mới thật là khiêm cung. Gọi là mình xóa đi được cái tâm
ích kỷ, ganh tị, tất cả. Cho nên á, khi mình làm việc gì á, mình đem cái tiểu ngã mình hội nhập. Mình hội nhập được với đại ngã rồi thì mình thấy mình với tất cả là một. Cho nên cái bài tự quy y tăng hay lắm đó. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Nghĩa thứ nhất, con xin về nương tựa tăng. Và con mong rằng tất cả mọi người, chữ tăng là đoàn thể mà, cùng hướng về một con đường với nhau để đi đến cái chỗ vô ngại. Còn có nghĩa rằng con hội nhập được con vào trong cái đại thể rồi thì hễ con hội nhập được con thì nó mới không còn trở ngại. Quý vị để ý, trong một gia đình ai cũng đồng ý một việc mà chỉ một người chống thì sự việc cũng giải quyết không êm đẹp, không hài hòa, không thật sự là dễ thương. Nếu mình thấy rằng trong một buổi họp đó tất cả mọi người đồng ý, con mình không đồng ý à, quăng cái cục ngã của mình xuống, hội nhập mình vào trong đó, mình sẽ thấy mình làm cho mọi người trong gia đình vui vẻ với mình liền. Con mình chống à, mà bây giờ người ta nể mình, người ta phải lưỡng lự, có phải mình làm khó dễ không? Cho bây giờ mình thấy rằng đa số đã đồng ý như vậy thì mình cũng đồng ý như vậy. Cho nên mỗi ngày cái câu mình tụng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng đó, nó có cái nghĩa lý sâu sắc lắm. Và cái câu tự quy y Tăng là con xin trở về nương tựa được cái bản chất hội nhập, hài hòa. Chữ Tăng là gì? Là hòa thuận. Sống mà chống bán nhau thì không thể gọi là Tăng. Cho nên chữ Tăng là đoàn thể, là hội chúng, có hai phương diện, một là thanh tịnh, hai là hòa hợp. Mà mình không có thanh, không có hòa hợp thì sao thanh tịnh được? Tâm ai cũng bị lao chao, còn phiền não với người kia tại vì người kia cho hội nhập. Cho nên thưa đại chúng, để đưa cái đạo đi lớn, thể giải đại đạo, nhớ không? Để mà phát, mình phải phát vô thượng tâm, phải phát cái tâm vô thượng, mình mới có thể làm đạo mình đại đạo được. Tâm không phát thì không thể đi trên con đường đại đạo được. Ba cái câu đó nghĩa lý hay vô cùng, sâu sắc vô tận. Mỗi ngày mình đều đọc tự quy y Tăng, cầu cho chúng sanh. Rồi gì nữa? Cái câu tự quy Phật á, tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thượng. Đạo lành ở đâu mà hiểu đạo lành thì hiểu, mà tâm vô thượng chưa phát thì làm sao đạo lành đến cái chỗ đại đạo được. Cho nên chữ Hán á, thể giải đại đạo, mình phải đồng hội nhập được với cái, nhập vào cái đại đạo đó. Bằng cách nào? Bằng phát, cách phát tâm vô thượng. Chỉ có tâm vô thượng phát thì đại đạo mới rộng lớn. Ở đây cũng không ngoài cái ý, mình muốn làm cho đạo đẹp không gì ngoài ứng dụng pháp. Pháp ứng dụng được thì gọi là đạo pháp. Mà dụng được như vậy thì chúng ta đã đến được cái gì? Có con đường đi đến pháp đạo. Từ pháp đạo đến đạo pháp, bằng cách là chúng ta hội nhập mình. Mình thật là nhỏ. Cho nên á, có một lần Pháp Hòa nói đùa đó, khi ai hỏi ý kiến mình thì mình nói dạ, ý kiến tôi chỉ là một con kiến. Ý kiến của tôi chỉ là một con kiến. Cho nên quý vị, cho nên con kiến này nó bò vô đó rồi thì nó chẳng phải là con bò, nó chẳng phải là con trâu, con voi, nó chỉ là con kiến. Mà mình thấy ý kiến mình chỉ là con kiến thì không có gì phiền hà. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Mình cứ nhớ như thế này, hễ mình đánh người ta thì cũng giống như là mình đánh mình. Quý vị nhớ triết lý đập mũi không? Con mũi nó đậu trên mặt mình, đau quá lấy tay đập con mũi. Nhưng khi đập con mũi chết thì ai đau? Mình cũng đau. Cho nên vì tao, tao phải đánh mày. Mày cắn tao đau quá, vì tao, tao phải đánh mày.
cuối cùng tao phát ra một hiện một điều rằng vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Mày hiểu được cái câu đó không? Vì tao phải đánh mày, cho đau quá. Bây giờ tao hiểu được một chân lý rằng vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Đừng có nghĩ rằng người kia chết thì mình sẽ sống thảnh thơi, không có đâu. Người kia chết thì mình cũng phải trả với một giá. Ví dụ bây giờ trong chùa 5 người chia nhau việc đỡ không? Tìm mọi cách hất 4 người kia đi. 4 người kia đi rồi thì một mình làm vua. Lên ghế ngồi xong rồi quân sĩ đâu? Dạ chạy xuống dưới. Dạ. Xong mình chạy lên đây nói rót nước cho hoàng thượng coi. Mình chạy xuống dưới. Dạ. Nếu một mình thì là vua cũng mình mà lính cũng mình. Còn nếu mà có 5 mình thì có lúc mình làm vua, rồi có người khác làm lính, rồi có khi người khác làm vua thì mình làm lính, thích hơn với nhau, không hạnh phúc hơn sao? Cho nên đừng có cái tâm ganh tị mà muốn hất ai hết. Đấy không? Mình phải làm sao đưa mọi người vào một mối thống lý đại chúng, để gì? Nhất thiết vô ngại.